chú rắn nhỏ đang vui vẻ ngồi trên đống xương cốt trắng hiếu này chính là nhân vật chính của chúng ta hắc hứa hắc hứa đã sống trong hang động này được vài tháng rồi từ ngày sống ở đây chưa hôm nào mà nhân vật chính của chúng ta được sống yên ổn cả nếu không phải bị lợn lòi khổng lồ dí chạy tụt quần thì cũng phải lao vào quần ẩu đánh nhau với cá ăn thịt khổng lồ to như xe tải mà lý do hắc hứa phải sống khổ sở sinh tồn ở một nơi toàn là những quái vật kinh khủng như vậy tất cả đều phải kể từ một khoảng thời gian trước chuyển cảnh tới một thôn trấn nhỏ ở làng quê nào đó ánh tà dương trên trời đỏ rực như lửa báo hiệu cho màn đêm sắp buông xuống lúc này bên trong thôn nhỏ giọng nói của ai đó cũng la lên cảnh báo mọi người trời tối rồi mọi người mau chóng về nhà đi gần đây không được yên bình đâu thắp tốt nhang đèn khóa cửa lại đừng để lão hắc xà kia mò được vào bên trong nhà nghe nói lão hắc xà mấy ngày trước ở miếu sơn thần lại ăn hai người nữa trong đó còn có một người là đạo sĩ mấy ngày nay trái lại không nghe nói ăn người nữa chính là trong thôn mất rất nhiều gà vịt ai đó hô lên một tiếng mà nghe được giọng nói này một cậu bé ở bên dưới cũng quay sang nói với cha mình cha buổi tối chúng ta hãy lùa hết gà vào nhà thà bốc mùi một chút còn hơn là để mất chúng nghe cậu con trai của mình nói như vậy lão cha cũng gật đầu đồng ý xác thực nếu như bị lão hắc xà đó ăn thịt thì sẽ là một tổn thất vô cùng lớn nói đến đây cả người ông chú liền trở nên gấp gáp muốn trở về ngay lập tức mau đi thôi sao tự dưng lại thấy lạnh lẽo như vậy nhỉ ông chú bất giác hô lên một tiếng khi đi qua một ngôi miếu bỏ hoang nào đó mà không biết được rằng lão hắc xà mà bọn họ đang nói đến chính là đang trốn ở bên trong ngôi miếu bỏ hoang này ở bên trong ngôi miếu treo ở phía trên những cột nhà thô to bóng dáng của một con hắc xà khổng lồ nào đó cũng bò trườn trên khắp các thanh xà đồng thời suy nghĩ lão hắc xà mà mấy người nói đó chính là mình đi mặc dù mình không nhớ mình rất già cũng không cho rằng bản thân rất đáng sợ nhưng mấy ngày trước hai người kia đích thực là mình đã ăn thịt nói đến đây Hắc Hứa cũng bắt đầu hồi ức về ký ức của hai ngày trước. Vẫn tại ngôi miếu bỏ hoang này, ở bên ngoài ngôi miếu bắt đầu vang lên một tiếng cười trêu chọc, nhân đan chính là tu sĩ dùng làm thuốc bổ. Người đã liền ăn nhiều dược liệu của ta như vậy, làm sao ta có thể để người chạy trốn được? Ở bên trong, một người đàn ông trung niên, mặt mũi tím tái bắt đầu khóc lóc cầu xin trước bức tượng thần được đặt ở trong miếu, "Cứu mạng, cứu mạng à, Sơn thần lão gia, cầu Sơn thần lão gia cứu ta với, cầu Sơn thần lão gia cứu ta với." Vừa nói, người đàn ông vừa liên tục dập đầu một cách vô cùng thành khẩn mà hắc hứa đang trốn ở bên trên thì nghe được toàn bộ mọi chuyện lúc đó mình còn chưa hiểu tiếng người nhưng nhìn bộ dáng của hắn vô cùng thống khổ cũng cảm thấy rất thảm thương thế nên mình liền giúp hắn ta giải thoát bằng cách cho tên này ngồi vào trong bụng mình luôn nhưng sau đó lại có một tên đạo sĩ tiến tới hét lên không đan dược của ta nhìn bộ dáng giống như chết cha chết mẹ của hắn trông có vẻ cũng rất thống khổ cũng rất đáng thương hắc hứa thầm nghĩ ở trong lòng mà rất nhanh khuôn mặt của lão đạo sĩ già ở phía đối diện đã trở nên nhăn nhúm vì tức giận tiếp đó lão ta cũng lấy ra một vài đồng xu và quát lớn người này là nhân đan mà ta đã nuôi dưỡng 10 năm con súc sinh kia nôn ra cho ta ông già quát tháo khí thế là như vậy nhưng đối mặt với một con hắc xà khổng lồ như hắc hứa thì cậu ta liền để cho hai người đau khổ bọn họ được đoàn tụ với nhau không nghĩ tới một nuốt này lại không hề bình thường sau khi hấp thụ hai người kia xong mình đã giác ngộ mình không chỉ phát triển được tâm yêu mà còn khai sinh ra linh trí từ đó mình đã học được rất nhiều điều nguy hiểm và đáng sợ mà trước kia bản thân không hề biết đến hóa ra những người mặc đồ đen từng săn lùng mình được gọi là những người bắt rắn họ là những tu sĩ của bộ xà tông mình từng chứng kiến họ săn một con chăn khổng lồ hóa ra tu sĩ nhân loại có thể vô cùng lợi hại tu sĩ có thể tùy ý tu luyện không ngừng nâng cao thực lực đầu tiên là luyện khí kỳ tiếp đó là trúc cơ kỳ kết đan kỳ thậm chí là cả nguyên anh kỳ những lần trước trốn thoát được của mình đều là nhờ vào may mắn khi không biết gì nên cái gì cũng không sợ nhưng khi đã khai sinh ra linh trí mới cảm thấy nhân loại vô cùng kinh khủng tu sĩ thì càng đáng sợ hơn không dễ gì mới khai sinh ra được linh trí mình nhất định phải sống tiếp thật tốt tuy nhiên nguy cơ bị săn bắn bởi chim ăn thịt và con người là quá cao nên sẽ an toàn hơn nếu chỉ trộm một chút da cầm nghĩ đến đây cái bụng khổng lồ của nhân vật chính lại bắt đầu sôi lên sùng sục ách lại đói bụng mất rồi Gà vịt không đủ no mà giờ đây cũng không dễ dàng đi trộm nữa. Nói đến đây, đầu óc của nhân vật chính bắt đầu nảy số, giúp cho cậu ta nghĩ ra một điều để làm mình no bụng. Đợi một chút, mình nghĩ ra rồi, nghe nói Trần Gia Trấn có một gia đình giàu có nuôi lợn, không bằng đi trộm một chút thử xem. Vừa nghĩ, hắc hứa vừa bắt đầu bò trường ra bên ngoài, mà trong lúc này, cậu ta cũng để ý vào một bức tranh vẽ một đôi nam nữ ở trên tường rồi trở nên trầm mặc một chút. Chuyển kể rằng nhân loại đều quan tâm đến việc đặt tên, mình cũng nên nghĩ ra cho mình một cái tên thôi mình thích câu chuyện hứa tiên của nhân loại các người lại đều gọi ta là lão hắc giả vậy ta liền gọi là hắc hứa đi nghĩ đến đây trong mắt của hắc hứa liền lóe lên một tia sáng thời gian nhanh chóng trôi qua cho tới buổi tối tại trần gia chấn như đã dự định từ trước thì lúc này hắc hứa cũng đã mon men tới phía trước chuồng lợn của gia đình giàu có kia để chuẩn bị dùng bữa tối nhìn vào mấy con lợn béo mập nằm ngủ say như chết phía trước mặt mình cả người rắn nhỏ đã bắt đầu trở nên dạo rực không kìm chế được nữa Tìm thấy rồi, với thể hình của một con lợn nhìn thôi cũng đủ để thấy no rồi. Ngoài ra hộ gia đình này hình như cũng đã nghỉ ngơi. Vậy thì mình đây liền không khách khí nữa. Nghĩ xong, không có một chút trần chờ nào cả. Thì hắc hứa liền lao thẳng vào bên trong cái chuồng lợn này mà há mồm đớp lấy một con. Mà cái động tĩnh mạnh mẽ do cậu ta ăn uống cũng làm cho những con lợn khác bừng tỉnh, rồi bỏ chạy tứ tán khắp nơi. Này, đừng có kêu, dẫn nhân loại đến xe hại chết ta đó. Hắc hứa gào thét một tiếng ở trong lòng. Tuy nhiên, biết rằng bản thân cũng không thể nào ngăn hết được đám lợn này là hết. Vậy nên cậu ta đành phải cố ăn nhiều nhất trước khi đám người kia chạy tới, nếu đã như vậy thì chỉ đành nuốt luôn cả người thôi, vừa nói. Cậu ta lại há mồm ra đớp lấy con lợn này và trực tiếp nuốt tọt luôn vào trong bụng, trong khi một con lợn khác ở phía sau thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tiếp đó, sau khi ăn xong, cả người hắc hứa đã bắt đầu phình lên cứ như là hồ lô, ngoan ngon quá, nhưng có điều hình như ăn no quá rồi thì phải, cách nhân loại bắt đầu hoạt động vẫn còn mấy canh giờ nữa đợi tiêu hóa được một chút rồi đi vừa nghĩ tiểu xà lại bắt đầu cuộn mình lại thành vài vòng tròn và nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra mà cũng đến chịu với cái hộ gia đình giàu có kia động tĩnh lớn như vậy nhưng mà bọn họ vẫn không hề chạy ra quan sát hoặc có thể là do sợ quá nên không dám ra thời gian nhanh chóng trôi qua một canh giờ sau hắc hứa vốn đang nghỉ ngơi thì đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng hét nào đó bảo tiểu tử ngươi đi cướp nữ nhân đại ca đừng đánh nữa chân phàm hình như không còn thở nữa rồi ai đó vội vàng can ngăn tuy nhiên Giọng nói của tên đại ca kia thì vẫn bực tức, "Ừ, chết rồi thì đã làm sao, dám cùng khưu thiếu dành phụ nữ, đây chính là kết cục." "Này, đến giúp một tay." Vừa nói, âm thanh này cũng vừa từ từ đi về phía chuồng lợn, làm cho Hắc Hứa vốn đang mê mang cũng chợt tỉnh lại, "Hỏng rồi, vừa rồi không cẩn thận ngủ quên mất, có người đến rồi, nhân loại rất đáng sợ, tránh đi trước đã, chỉ có thể ẩn náu trước, hy vọng đừng bị phát hiện." Nghĩ xong, như một bản năng, Hắc Hứa liền lập tức leo lên trên cột chuồng lợn để ẩn náu. Làm cho mấy con lợn ở bên cạnh cũng giật mình theo, ở bên ngoài không biết được những gì đang diễn ra ở bên trong, hai tên nhân loại kia cũng nhanh chóng đi vào chuồng lợn, rồi sau đó, tên đại ca cũng lên tiếng nói, "Ném tiểu tử thối này vào chuồng lợn đi." Lúc này, theo tầm mắt của Hắc Hứa, ở bên dưới đang có ba tên nhân loại, một người áo xanh, một người áo đen, một người áo vàng, mà lúc này, người áo đen đã nằm trong vũng máu, thấy vậy, tên tiểu đệ áo vàng sau khi kiểm tra lại thì cũng hoảng sợ nói, "Đại ca, hắn triệt để đã không còn thở nữa rồi. Hừ, cái loại phế vật này, chết rồi. Đúng lúc làm thức ăn cho lợn, được rồi, đi thôi, thôi chết đi được, là ta cảm giác sai hay sao? Làm sao lợn có vẻ giống như ít đi rồi? Tên đại ca thắc mắc một câu, nhưng rất nhanh, hắn ta cũng ném chuyện này sang sau đầu mà cùng với tên tiểu đệ của mình rời đi. Mà ở phía bên trên, hắc hứa cũng hữu nhíu mày quan sát cái xác của người mặc áo đen và suy nghĩ, chết rồi sao, nghe nói rất suối quẩy. Mình phải mau chóng chuồn đi thôi, vừa mới nghĩ tới đây còn chưa kịp đợi cho nhân vật chính kịp hành động thì đột nhiên người này bỗng dưng mở bừng hai mắt làm cho cậu ta giật mình vội vàng thu cái đầu của mình lại sống sống lại rồi là xác chết vùng dậy sao không biết được những suy nghĩ này của cậu ta cậu thiếu niên tóc đen sau khi ho ra vài tiếng thì cũng vui mừng ngửa mặt lên trời mà cười thật lớn giống như sợ đám người vừa mới rời đi không biết mình vừa mới sống lại ha ha cuối cùng cuối cùng bản tiên cũng đoạt xá trùng sinh rồi ha ha nguyên thân cũng tên là trần phàm vậy mà cùng tên với bản tiên đây đúng là duyên phận mà xem nào xem nào từ hôn phế vật đan điền bị hủy nguyên chủ đúng là thê thảm thật mà nhưng thôi cũng được nếu bản tiên đã kế thừa cơ thể của ngươi thì tự nhiên cũng sẽ thay ngươi báo thủ những người đã từng nhục ngã ngươi ta một người cũng sẽ không buông thà vừa nói trần phàm vừa biểu lộ ra một gương mặt vô cùng kinh dị trong khi đó nhân vật chính thấy hắn ta lẩm bẩm cứ như lên đồng thì cậu ấy cũng một mặt ngu ngơ Hắn ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Hắc Hứa thắc mắc ở trong lòng, không biết được Hắc Hứa đang quan sát mình. Tên Trần Phàm vẫn đang oang oang cái miệng, lúc này, sau khi kiểm tra qua cơ thể một lượt, hắn ta cũng có chút phiền lòng, thương thế cũng nghiêm trọng quá, nếu không phải là bị ta đoạt xá sợ là đã chết rồi, có điều, điều này không làm khó được ta, vừa nói, tên Trần Phàm vừa bắt đầu nắn lại những khớp xương bị gãy của mình, quay lại với Hắc Hứa. Thấy tên này hành động kinh dị như vậy, cậu ta cũng giật mình thoát tim ở trong lòng không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không được, mình phải mau chuồn đi thôi, ông tướng cầu nguyện ở trong lòng, nhưng có một điều mà cậu ta không biết được rằng, với tinh thần của một lão đại tu tiên nào đó, cho dù có đoạt xá trùng sinh, mất đi tu vi, nhưng việc bị hắc hứa nhìn chằm chằm liên tục từ phía sau cũng bị hắn ta phát giác, mà quay phát về sau và ngay lập tức phát hiện được cái bản mặt to tướng của hắc hứa, thế nhưng, khi nhìn thấy bộ dáng của cậu ấy, tên Trần Phạm cũng không có một chút lo ngại nào cả. Hừm trên phòng lương chỉ có một con thông linh yêu thú, ở phía đối diện, khác với biểu cảm bình thản của Trần Phàm, thì Hắc Hứa mặc dù không thì biểu lộ ra mặt rắn, nhưng trong lòng cậu ta cũng sợ vãi cứt lên rồi, hỏng rồi, bị phát hiện rồi, hắn vừa nói hắn là tiên nhân sao, lẽ nào là tu sĩ cấp cao, chẳng lẽ là người bắt rắn, phải làm sao bây giờ, nếu thật sự là người bắt rắn, mình nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, Hắc Hứa hoảng loạn suy nghĩ ở trong lòng. Thế nhưng, khác với suy nghĩ của cậu ta, sau khi sử dụng tinh thần của mình để cảm nhận thực lực của hắc hứa thì tên trần phàm này liền coi cậu ta như là không khí luôn ừm tưởng gì chẳng qua là một con kiểu yêu thú thông linh cảnh tầng thứ nhất căn bản không đủ để bản tiên để vào mắt ta cần vận công trị thương giải phóng linh lực liền dọa nó chạy là được rồi vừa nói trần phàm vừa bắt đầu ngồi xếp bằng xuống dưới chuồng lợn và rồi ngay sau đó sau khi mà trần phàm bắt đầu vận chuyển công pháp thì từ bốn phương tam hướng đã có vô số luồng linh khí hội tụ lại hình thành một cơn bão bao bọc xung quanh người hắn ta, mà ở phía trên đỉnh của cơn lốc này, nó đã hình thành nên một con kim long gào thét hướng lên bầu trời, mà ở phía trên đầu của con rồng cũng có một cái đỉnh ba chân hai tai, phía trên nắp bình có một con thú kỳ lạ nào đó. Nhìn thấy cái đỉnh này xuất hiện, Trần Phàm cũng không nén được sự vui mừng của mình, ha <laughs> ha, không ngờ tới trí bảo của yêu tộc này, yêu thần lô đỉnh vậy mà cũng tùy theo thần thức của ta mà trọng sinh rồi, thái hư tổ long, ngươi tính sai rồi. Trần Phàm nói với giọng nói đầy sảng khoái, trong khi đó hắc hứa bên này đã sợ chết khiếp lên rồi ngay khi nhìn thấy trần phàm bộc phát ra linh lực là cậu ta liền nghĩ rằng mình sắp tiêu đời xong rồi xong rồi người bắt rắn bắt đầu thi pháp rồi hắn ta sắp tới giết mình nhất định là phát hiện ra mình trộm ăn thịt lợn nên muốn giết mình đây mà mình còn chưa muốn chết không được mình không thể cứ đợi chết như vậy chẳng lẽ bây giờ nôn đám lợn ra nhưng mình đã tiêu hóa gần hết rồi còn đâu làm sao đây phải làm sao bây giờ càng nghĩ hắc hứa càng đổ mồ hôi hột vì gấp gáp quay về phía của trần phàm không biết được những suy nghĩ của con tiểu xà ở phía sau hắn ta vẫn đang vui vẻ vẫn cùng chị thương thiên địa vì cục chúng sinh vi kỳ một kiếp này trần phạm ta nhất định sẽ đứng trên đỉnh thế giới này đem thế giới này rậm dưới chân nhân vật chính thể hệ trùng sinh lưu tự tin tuyên bố cùng lúc hắc hứa cũng đưa ra được quyết định cho bản thân hết cách rồi là ngươi ép ta đó nghĩ xong cậu ta cũng há rộng cái miệng của mình hết cỡ mà nhào thẳng về phía tên trần phàm này từ trên ca o trong lúc hắn ta vẫn đang giơ cao tay tuyên bố ý định của mình kết quả là tên này còn chưa kịp trị thương xong thì đã bị hắc hứa một nút thẳng vào trong bụng thành công rồi thành công rồi nhưng vẫn chưa thể vui mừng được nơi này không thể ở lâu phải mau chóng rời đi thôi vừa nghĩ hắc hứa vừa vội vàng phá tan hàng rào của chuồng lợn mặt chuồn đi với tốc độ nhanh nhất có thể quay về phía của trần phàm lời tuyên bố còn chưa hết hắn ta đã phát hiện ra mình đang nằm trong bụng rắn thì liền ngây ngô mất vài giây nhưng rồi sau đó thân sắc của tên này liền lóe lên một chút trêu chọc một con thông linh yêu thú tầng thứ nhất nhỏ nho y thật sự là không biết sống chết mà đã cho ngươi cơ hội mà lại không chạy vậy mà còn dám động khẩu với bản tôn đúng là tìm chết trần phạm nghiến răng nói tiếp đó hắn ta cũng bắt đầu vận dùng một chút linh lực tồn động bên trong cơ thể mình tích tụ vào trong nắm đấm mà đánh quyền về thẳng phía trước tạo thành một luồng sáng linh lực tàn phá bên trong cơ thể của hắc hứa đây là tuyệt kỹ đại hải vô lượng cùng thời điểm ở bên ngoài sau khi dính đòn phần bụng của cậu ta bỗng nhiên phùng lên giống như bong bóng sắp phát nổ mà đau đớn do việc này gây ra cũng khiến cho hắc hứa phun ra mụn ngụm máu lớn mà không cần phải suy nghĩ nhiều là tiểu xà đã đoán ra được là do tên trần phàm trong cơ thể mình đang quấy phá cái gì hắn vẫn còn chưa chết hắn đang ở bên trong bụng của mình còn có thể thi pháp sao đau quá hắc hứa gào thét ở trong lòng khi mà bên trong cơ thể của cậu ta tên trần phàm liền ra sức vung tay vung chân đấm đá loạn xạ từ phía đừng hoàng mình vẫn còn có hắc hứa tự lên tiếng chấn an bản thân thế nhưng cũng ngay lúc này tên trần phạm đã bò tới phía trước viên nội đan bên trong cơ thể của cậu ấy ha ha tìm thấy rồi yêu tâm hộ thể chỉ dựa vào đây vừa nói lão đại tu tiên vừa đưa tay ra nắm chặt lấy yêu đan của hắc hứa đừng đó là mệnh căn của ta hắc hứa hét lên ở trong lòng nhưng đáng tiếc đã quá muộn ngay sau đó tên trần phạm này chỉ hơi dùng lực một chút là đã khiến cho viên yêu đan của hắc hứa nứt thành nhiều mảnh kết quả là ngay sau đó cả người cậu ta bắt đầu xuất hiện những vết rách lớn trong khi bản thân thì không ngừng phun máu cứ như là cũng thoát nước yêu đan của mình người bắt rắn quá đáng sợ rồi vừa nghĩ hắc hứa vừa bắt đầu lăn lộn quằn quại trong đau đớn cho tới khi toàn bộ cơ thể của cậu ta đã mất hết khí lực để mà dãy ruộng thì đành nằm yên một chỗ mà bất lực suy nghĩ đau quá mình phải chết rồi sao không động đậy được mình thật không cam tâm mà rõ ràng là đang ngưng tụ yêu đan rồi rõ ràng đã khai sinh ra linh trí rồi mình thật sự không cam tâm nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này có đánh chết thì mình cũng sẽ không đến đây sẽ không đi ăn trộm lợn nữa vừa nghĩ hai hàng nước mắt của hắc hứa đã bắt đầu chảy dài một cách vô cùng thương tâm trong khi đó tên trần phạm ở bên trong vừa tàn phá cơ thể của hắc hứa vừa bắt đầu ăn tươi nuốt sống máu thịt của cậu ta từ bên trong thật là không cần đánh nhau đúng lúc ăn chút thịt rắn để bổ sung khí huyết hắn ta vui vẻ nói nhưng cũng ngay lúc này đột nhiên dị biến liền xảy ra khi mà chẳng hiểu tại sao cái yêu thần lô đỉnh đột nhiên bay ra khỏi cơ thể hắn, khiến cho tên này cũng có hơi hoảng loạn. À, yêu thần lô đỉnh làm sao lại chạy ra bên ngoài rồi? Thu thu, vừa nói, Trần Phàm vừa đưa tay về phía trước, cố gắng sử dụng linh lực của mình để kéo cái đỉnh nhỏ này quay về, thế nhưng nó lại chẳng có một chút tác dụng nào cả, không thu về được. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Trần Phàm hoang mang nói, khi nhìn thấy cái yêu thần đỉnh đang xuất hiện ở bên dưới viên yêu đan sắp tan nát của Hắc Hứa. Tiếp đó đột nhiên cái đỉnh liền phát ra một đạo quang mang chói lọi khiến cho hắn ta phải đưa tay lên che mắt chói quá rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy trần phàm hét lớn một tiếng tiếp đó đợi cho ánh sáng yếu lại một chút trần phàm cũng gắng gượng mở mắt ra quan sát và phát hiện được rằng có một đạo long ảnh khổng lồ đang xuất hiện trước mặt mình và điều làm cho hắn ta kinh ngạc hơn đó là nội đan của hắc hứa đang có liên kết với cái yêu thần đỉnh kia cái gì yêu thần lô định đã hấp thụ mảnh vỡ yêu đan của con nghiệt xúc này rồi yêu thần lô đỉnh của ta tại sao lại đi giúp cho con súc sinh này lẽ nào gia hỏa này không phải là xà yêu bình thường trần phạm kinh ngạc suy nghĩ ở trong tuy nhiên cũng không đợi cho hắn ta kịp suy xét ra được câu trả lời thì ở phía đối diện của hắn long ảnh hình rồng đã há mồm phun ra một luồng linh lực kinh khủng trực tiếp bắn vào người của trần phàm làm cho hắn ta hét lớn một tiếng cùng thời điểm này ở bên ngoài từ khắp nơi trên cơ thể của hắc hứa luồng ánh sáng linh lực cũng bắt đầu thoát ra bên ngoài làm cho cậu ta dễ đành đạch cứ như là sắp chết mặc dù nó đúng là thế thật khổ nhất vẫn là tiên tôn trọng sinh trần phàm vừa mới trùng sinh còn chưa kịp thể hiện điều gì thì đã phải đi bán muối không ta đường đường là tiên nhân không hắn ta hét lên một tiếng không cam lòng trước khi cơ thể của hắn cũng bị đảo linh lực này thổi tan thành cho bụi thời gian nhanh chóng trôi qua cho tới lúc bình minh lúc này cơ thể khổng lồ của hắc hứa đã tan vỡ thành không biết bao nhiêu mảnh thế nhưng ít nhất cậu ta vẫn còn sống đau quá yêu đan của mình triệt để vỡ mất rồi hắc hứa vừa nghĩ vừa bắt đầu rơi ra từng giọt nước mắt khi mà bằng một cách nào đó cậu ta đã lột xác sáng giảng của một con rắn nhỏ hơn thời gian nhanh chóng trôi qua bởi vì chuồng lợn đã bị phá nát nên đám lợn này cũng đã chạy lâu nhâu hết ra bên ngoài mà chẳng biết có phải là do bọn chúng chán sống quá hay không mà sau đó có vài con lợn con dám há mồm bắt đầu gặm ăn phần đuôi của hắc hứa nhưng đương nhiên với hàm răng của nó thì làm sao có thể cắn nát được lớp vẩy của nhân vật chính cơ chứ thấy cảm giác ở phần đuôi có chút nhột nhột hắc hứa liền quay đầu lại nhấc bổng con lợn này lên rồi hét lớn đừng có mà cắn vào đuôi của lão tử nữa con lợn đáng chết đợi chút nữa ta liền đem các ngươi nuốt hết vừa nói hắc hứa vừa mở miệng to hết cỡ làm cho đám đồ ăn này hoảng sợ bỏ chạy như vịt quay lại với hắc hứa cảm giác được ở phần đuôi vẫn còn có chút nhức nhối cậu ta mới hoàn hồn tỉnh lại gào đuôi đều bị cắn thương rồi cái đám lợn đáng chết này đau quá nhưng có điều vậy mà mình vẫn còn sống sót sao mình nhớ yêu đan của mình đã bị người kia bóp nát rồi cơ mà yêu đan là căn cơ của mỗi một yêu thú tu hành không có yêu đan thì mình còn tu luyện như thế nào nữa đây hiện tại mình đã triệt để hỏng rồi vừa nói hắc hứa vừa bắt đầu vùi mặt xuống dưới đất giống như không còn tha thiết điều gì với trần thế nữa nhưng rất nhanh đầu óc của cậu ta đã nảy số rồi trợn tròn hai mắt không đúng yêu đan đã vỡ rồi làm sao mà mình vẫn còn sống được có lẽ nào là nhờ vào yêu thần đỉnh trong miệng tên trần phạm kia nghĩ đến đây để kiểm tra cho suy đoán của mình thì Hắc Hứa bắt đầu sử dụng năng lực nội thị để quan sát bên trong cơ thể và phát hiện, quả nhiên tại vị trí mà nơi yêu đan vốn đang tồn tại đã bị thay thế bằng cái yêu thần đỉnh kia, khi mà từng bó cơ trong người Hắc Hứa đang quấn chặt lấy cái đỉnh kỳ dị này. Thế nhưng, việc nó thay thế cho yêu đan của bản thân cũng làm cho Hắc Hứa một mặt khó hiểu, nhìn vào vị trí nơi có cái đỉnh rồi thắc mắc ở trong lòng, nó làm sao lại ở trong vị trí yêu đan của mình, lẽ nào nó đã thay thế yêu đan rồi cứu sống mình? Nói đến đây, Hắc Hứa mới phát hiện ra được một điều kỳ lạ khi mà chỉ bằng vào mắt thường cậu ta hoàn toàn có thể quan sát được rõ những cơ quan nội tạng bên trong cơ thể cứ như là cậu ấy có ánh mắt xuyên thấu không những như vậy mình làm sao có thể nhìn thấy được bên trong cơ thể mình rồi nghĩ đến đây mang theo bộ mặt thắc mắc hắc hứa cũng đưa mắt ra quan sát khung cảnh xung quanh và phát hiện được rằng đám lợn lẫn cây cối xung quanh cũng bị cậu ta nhìn xuyên thấu hết còn có thể nhìn thấy tình hình xung quanh lẽ nào đây chính là thần thức tốt quá rồi đây là thứ mà chỉ có tu sĩ mới có bản lĩnh này mình vậy mà đã biết rồi. Có thể nhìn thấy ngay cả khi nhắm mắt lại thật rõ ràng. Bây giờ việc săn tìm thức ăn và tránh hung thú cũng như nhân loại đã trở nên thuận tiện hơn. Hắc hứa mừng thầm ở trong lòng. Khi nhìn thấy con đường ở phía trước giường như cũng không tối tăm như cậu ta nghĩ. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả. Rất nhanh, Hắc hứa phát hiện ra cơ duyên lớn nhất đang nằm ở bên trong đầu của mình. Đợi đã, vẫn còn chưa hết. Bên trong não của mình hình như lại đổ vào rất nhiều thứ. Đây chính là phương pháp tu luyện của thiếu niên kia. Lúc này, Bên trong đầu của Hắc Hứa đang có một đạo thân ảnh nào đó xếp bằng tu luyện, và ở phía trên bản thân ảnh này cũng xuất hiện những tinh điểm giống như là kinh mạch. Nhìn đến đây, không phải suy nghĩ nhiều thì trong đầu Hắc Hứa đã lóe lên một đáp án, nhất định không thể sai. Đầu ngứa quá, muốn mọc não luôn rồi, mặc dù không biết đồ chơi này có tác dụng gì, nhưng khẳng định có thể trị thương. Mình cũng đến mô phỏng theo người kia vận công xem, mình nhớ là thiên địa vi cục, chúng sinh vi kỳ, sau đó tự nhiên vận hành yêu đan, vừa nghĩ hắc hứa vừa bắt đầu lẩm bẩm bắt chước theo phương pháp mà lão đại trần phan đã sử dụng và ngay sau đó yêu thần đỉnh ở bên trong cơ thể của cậu ta cũng lóe lên một ánh sáng màu xanh nhạt tác động vào cơ thể của hắc hứa làm cho cả người cậu ta giống như mảnh đất hạn hán gặp được mưa tha hồ hấp thụ loại ánh sáng này và chẳng mất mấy hơi toàn bộ vết thương do đám lợn chó kia cắn hắc hứa đã được hồi phục với tốc độ trông thấy nhìn vào cái đuôi sáng bóng như bôi mỡ của mình gương mặt của nhân vật chính cũng không giấu được sự vui vẻ tốt quá rồi thật sự có thể trị thương, chỉ là nuốt và thở ra một lúc, cơ thể liền tràn đầy linh lực, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và linh hoạt như thể đã ăn phải linh thảo. Công pháp này khẳng định chủ yếu dùng để nâng cao tu vi, về phần trị thương chỉ là tác dụng đi kèm. Vừa nghĩ, cả người hắc hứa bắt đầu cuộn lại thành một cục vì sung sướng. Trước khi cậu ta lại trầm ngâm suy xét về tình hình hiện tại của bản thân, yêu đan của mình rõ ràng là đã vỡ, lẽ ra là không thể giữ chữ linh lực được nữa. Lẽ nào cái đỉnh này đã trở thành yêu đan mới của mình? Thật là kỳ lạ, càng nghĩ con yêu thú như hắc hứa thật sự không thể phân tích được những vấn đề dối não như thế này vậy nên rất nhanh cậu ta liền từ bỏ việc nghĩ về nó luôn thôi bỏ đi vẫn là rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước đã tìm một nơi ngủ lại mấy ngày rồi nghĩ về chuyện tu luyện sau một thiếu niên bất kỳ đều lợi hại như vậy sau này tuyệt đối không thể dễ dàng chơi chọc nhân loại nữa hắc hứa tự nhắc nhở bản thân mình mà thấy cậu ta có bộ dáng muốn rời đi mấy con lợn ở xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng hoặc ít nhất là bọn chúng nghĩ như vậy nhưng làm sao mà hắc hứa có thể bỏ quên mấy kẻ dám cắn đuôi mình cơ chứ lúc này hai mắt cậu ta đã sáng như đèn pha ô tô nhìn vào đám đồ ăn và thẻ lưỡi liên tục có điều trước khi đi một không làm hai không nghĩ đã muốn tu luyện đương nhiên là phải ăn no rồi nói xong cậu ta liền lao tới kết bạn với đám đồ ăn này thời gian nhanh chóng trôi qua chuyển cảnh tới một thác nước nào đó trong lúc vui vẻ đi tắm hắc hứa cũng kết bạn được với một bé thỏ trắng nào đó và trong khoảng thời gian này hắc hứa cũng đã có một chút cảm thụ nhân sinh Kể từ khi nuốt xuống nhân đan khai ngô, trong đầu Hắc Hứa thỉnh thoảng luôn hiện lên những kiến thức mới. Sau khi nuốt Trần Phàm, cảm giác mỗi ngày đều trở nên tốt hơn. Vài ngày sau, vào buổi sáng, Hắc Hứa đột nhiên hiểu được hệ thống tu luyện mà con người nói đến. Hóa ra yêu thú cũng tu hành giống con người, cũng phân chia thành rất nhiều giai đoạn. Yêu thú phẩm giai cũng phân chia thành Thông linh kỳ, Trúc cơ kỳ, Yêu đan kỳ, cùng với Nguyên anh kỳ. Cảnh giới hiện tại của mình chính là Thông linh kỳ tầng thứ nhất đỉnh phong, cũng tương đương với luyện khí cảnh nhất tầng đỉnh phong của nhân loại trong giấc mơ hắc hứa nhìn thấy những yêu thú từ khi khai thiên lập địa kia cũng bèn bắt đầu sinh ra khao khát hắc hứa cũng muốn trở thành những tồn tại như vậy nếu muốn ngừng bị săn lùng và sống sót thì phải đi theo con đường tu hành thế là hắc hứa bắt đầu tu luyện rồi chuyển cảnh tới một hang động nào đó sâu bên trong núi nhân vật chính cũng lẩm bẩm khẩu quyết để tu luyện thiên địa vì cục chúng sinh vi kỳ theo âm thanh này vang lên trên người tiểu xà cũng bốc lên từng nguồn linh lực nhàn nhạt, nhạt mấy ngày nay phường một vẫn luôn đang tu luyện công pháp thần bí kia cậu ta phát hiện công pháp này khủng nhưng có thể trị thường mà còn có thể cải thiện thể chất tẩy kinh phạt tùy không ngừng thải ra rất nhiều tạp chất từ bên trong cơ thể thậm chí hắc hứa sau một khoảng thời gian tu luyện còn lột ra một lớp da rất dài và sau một tuần hắc hứa đã trở nên khác xưa những chiếc sừng đặc biệt trên đầu cậu ta trở nên dài hơn vậy cũng trở nên cứng hơn vô cùng uy phong tuy nhiên có một điều tổng chiều dài của hắc hứa lúc này là 6 thước nếu tính ra thì sẽ khoảng gần 2 mét nhìn vào cái cơ thể nhỏ bé xinh xắn của bản thân. Hắc hứa cũng không nhịn được sự bực tức mà gào thét đầy suốt cuộc là có chuyện gì mình làm sao mà lại trở nên nhỏ như vậy rõ ràng luật pháp trước đây đều sẽ lớn thêm một vòng mà. Hiện tại, hắc hứa đã thành công lột xác từ 33 thước xuống còn 6 thước. Đến mức một con chim sẻ còn dám khinh thường đứng ở bên cạnh cậu ta rỉa lông mà không có một chút cảnh giác nào cả. Làm cho hắc hứa bực cả mình mà ngay lập tức quật đuối đập bẹp con chim sẻ này và tiện là nuốt luôn nó vào trong bụng, vừa ăn. Cậu ta cũng vừa nói mặc dù thể hình biến nhỏ, nhưng tốc độ và sức mạnh lại tăng lên không ít tính dẻo dai cũng trở nên mạnh hơn và da thịt có thể kéo dài ra nhiều lần nỗ lực một chút chắc hẳn cũng có thể nuốt con mồi lớn thiên tai đã có thể xác định cái đỉnh kia đích thật đã trở thành yêu đan mới của mình mình có dự cảm khi linh khí trong đỉnh tích lũy đầy chính là lúc mà mình đột phá nói đến đây hắc hứa này nhớ tới những khoảnh khắc kham khổ khi tu luyện và chỉ biết cảm thán tiêu hao tu luyện quá lớn rồi công pháp có thể khiến mình hấp thụ linh khí của thiên địa nhưng chỉ hấp thụ linh khí thôi thì chưa đủ yêu thú tu hành không thể nhanh muốn đột phá còn cần bổ sung rất nhiều khí huyết còn cần có rất nhiều thức ăn nói về vụ thức ăn hắc hứa lại chỉ biết thở dài thời gian nhanh chóng trôi qua cho tới buổi tối chuyển cảnh tới một vườn dưa hấu nào đó lúc này khu vườn đang bị một con lợn lòi ủi và hôm nay nó cũng chính là bữa tối của hắc hứa he he trong dụng có một con lợn rừng ăn thật là ngon mặc dù lửng dưng lắm anh thú lớn có một chút nguy hiểm nhưng dựa vào hệ thống tu luyện mình hiện tại chính là thông linh nhất tầng đỉnh phong mà nó linh trí còn chưa mở cấp bậc thấp hơn mình cho nên chỉ cần mình làm tốt khâu chuẩn bị nhất định có thể ăn được một bữa no nê vừa nói hắc hứa vừa lặng lẽ bỏ về phía con lợn lòi này đồng thời cậu ta cũng sử dụng miệng và đuôi để cắp lấy một hòn đá coi như nó là vũ khí tấn công từ xa hòn đá chắc là có thể ném chết nó đi hắc hứa lo lắng suy nghĩ ở trong lòng dù sao hiện tại cơ thể của cậu ta vẫn quá bé nếu không cẩn thận hoàn toàn có thể bị con lợn lòi này giẫm bẹp tiếp đó, hắc hứa cũng lặng lẽ mon men về phía trước một cách im ắng nhất rất tốt nó căn bản không hề phát hiện ra mình lại gần thêm một chút nữa chỉ cần thêm một chút nữa thôi cậu ta vui mừng suy nghĩ ở trong lòng trước khi đột nhiên con lợn lòi ở phía trước quay phát đồ này nhìn chằm chằm vào cậu ta khiến cho ông tướng ngây ngốc tới mức làm rơi cả hòn đá ra khỏi miệng và theo ánh mắt của cậu ấy mặc dù chưa trở thành thông linh thú nhưng khi thế mà con lợn lòi này tạo ra hình như có chút áp đảo làm cho tiểu xà cũng run rẩy đổ mồ hôi không ngừng thương ngày dưa này đã chín chưa cậu ta lắp bắp nói ra một câu. Và đáp trả lại câu hỏi này, chính là một tiếng gào thét đầy tức giận tới từ con lợn rừng, mà không nói không rằng. Ngay sau đó, nó đã sử dụng cái cơ thể to như tòa nhà của mình, mà lao nhanh về phía hắc hứa, dí cho cậu ta chạy té khói. Hu hu, đừng đừng đuổi theo ta, chết tiệt, nó làm sao mà trông lại dọa người như vậy chứ? Nhân vật chính cứ khóc lóc nói, và chị biết vác đít lên mà bỏ chạy. Thế nhưng, giống như ông trời cũng muốn trêu đùa hắc hứa một chút. Khi mà lúc này, trước mặt cậu ta chính là một bức tường đất cao hỏng bét trước mặt là ngõ cụt rồi không được không thể chạy trốn được nữa cần toàn lực ra tay nếu không thì mình liền tiêu rồi buộc phải phản kích thôi vừa nghĩ cậu ta vừa quay người lại sử dụng toàn bộ sức lực của bản thân mà ném mấy viên đá ở trên đuôi và trong miệng lao về phía con lợn rừng ở phía sau đánh nó bị thương trước sau đó lại hắc hứa hô lên một tiếng bàn tính nhưng ngay sau đó ngay khi mấy viên đạn này va chạm thôi nó liền đánh cho cơ thể khổng lồ của con lợn rừng vặn vẹo không ra hình dáng thậm chí một con mắt của nó đã bị tác động tới mức bay hẳn ra bên ngoài nhìn thấy con lợn rừng khí thế hung hăng lại bị mình giải quyết dễ như vậy đến chính bản thân hắc hứa còn cảm thấy khó tin hả sao lại đây đây vậy mà lại xong việc rồi sao chết rồi đấy à mình nó lợi hại như vậy sao không đúng lợn rừng rất thông minh đúng đúng có khả năng là nó đang giả chết phải đem tất cả đá đánh ra ông tướng cảnh giác nói một câu đồng thời liên tục ném đá vào cơ thể của con lợn rừng và sau một hồi thấy nó vẫn bất động hắc hứa mới cảm thấy yên tâm mà vuốt mồ hôi chán học phản ứng này chắc hẳn là bị ném chết rồi đi thật nguy hiểm suýt nữa liền bị lợn rừng phản kích rồi nói đến đây hắc hứa lại trở nên cảnh giác nói tiếp đợi đã vẫn phải phòng ngừa nó đột nhiên vùng dậy phải xử lý một chút nói xong để cho chắc ăn nhất cậu ta đã trực tiếp phanh thây con lợn rừng này thành sáu mảnh và chỉ đến lúc này rồi ông tướng mới có thể yên tâm thưởng thức bữa tối của mình phản ứng này chắc là có thể yên tâm ăn rồi ừ chất thịt săn chắc hơn nhiều so với lợn nuôi có mùi vị của đùi hoang dã cậu ta vừa nhai phòng mồm vừa vui vẻ tận hưởng thế nhưng rất nhanh đột nhiên khuôn mặt của thanh niên này liền nhăn như khỉ ăn ớt chờ một chút không đúng khụ khụ cái quái gì mà cứng như vậy hả hắc hứa ho nên sắc sủa vài tiếng và liền nôn ra một quả cầu màu xanh lam nào đó nhìn vào quả cầu này hai mắt của hắc hứa cũng trợn tròn lên đây đây là yêu đan nó không phải là lợn rừng bình thường nó lại là lợn yêu quá là đáng sợ rồi nghe nói trong yêu đan bao hàm sức mạnh cùng bạo không thể nuốt sống nếu không sẽ bảo thế mà chết nếu muốn hấp thụ phải luyện chế thành đan dược nhưng luyện đan chuyện này mình cũng không biết à trong tự nhiên khi yêu thú thôn phệ con mồi đều là ăn thịt và cả yêu đan của nhau nếu là nuốt sống yêu đan liền sẽ bạo thể vậy yêu thú chẳng phải là sẽ tuyệt chủng từ lâu rồi sao hắc hứa thắc mắc một tiếng nhưng rất nhanh ông tướng lên lấy đuôi gõ đầu bản thân một phát khoan đã đợi một chút Kiến thức trong đầu của mình đều là đủ của con người, thể chất của yêu thú và con người chưa chắc đã giống như nhau, vậy nên mình hẳn là có thể ăn được rồi, nếu đã như vậy thì mình đây liền không khách khí nữa." Vừa nói, cậu ta vừa mở rộng miệng mình hết cỡ để mà nuốt chừng viên yêu đan này, thế nhưng, chỉ khi ngậm vào rồi hắc hứa mới nhận ra hình như khoang miệng của bản thân vẫn chưa đủ rộng. "Khó, khó nuốt quá." Ông tướng vừa nói mà nước dãi cũng bắt đầu chảy ra như mưa, mà giống như cảm nhận được chủ nhân của mình không sơi được viên yêu đan này, thế nên ngay sau đó cái yêu thần đỉnh ở bên trong cơ thể cậu ta cũng phát uy, tạo ra một lực hút, ngay lập tức hút viên yêu đan này vào bên trong hả, bụng của mình nóng quá. Lẽ nào nói yêu thần đỉnh trong cơ thể đang hấp thụ sức mạnh của yêu đan, sức mạnh của yêu đà đang nhanh chóng tràn đầy vào bên trong đỉnh, đến rồi đến rồi, cảm giác đến rồi, dự cảm đột phá cảnh giới. Hắc hứa sung sướng hét lên một tiếng, và ngay sau đó, cơ thể cậu ấy bắt đầu tràn ra một luồng khí tức mạnh mẽ hơn, mà đến bộ dáng bên ngoài cũng phát sinh một chút thay đổi, lúc này. Hắc Hứa đã trở thành thông linh tầng 2, thành công rồi, mình đã đạt đến thông linh tầng 2 rồi, hả? Vậy ở đuôi cũng đã chuyển sang màu vàng. Hắc Hứa kinh hô một tiếng, tiếp đó, cậu ta liền tiện đà thử nghiệm, quật đuôi vào một tảng đá ở bên cạnh là ngay lập tức khiến cho tảng đá này để lại một vết chém lớn. Nhìn thấy cái đuôi của mình lợi hại như vậy, gương mặt của nhân vật chính cũng đỏ lên vì hưng phấn, tốt, lợi hại, quá tốt quá rồi. Vậy này có thể sánh ngang với sắt thép rồi. Nói đến đây, ở xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng lao sao làm cho cậu ta chú ý. Hả? À, động tĩnh gì vậy? Vừa nói, Hắc Hứa vừa quay mặt về phía sau và phát hiện ra không biết từ lúc nào, đứng sau lưng cậu ấy chính là một cậu bé cầm trên tay một chiếc đinh à. Nhìn vào bộ dáng này của cậu ta, Hắc Hứa đã đổ mồ hôi như suối. Nhân, nhân loại, lại còn là một thiếu niên nữa, Hắc Hứa lắp bắp nói không nên lời. Quay về phía của cậu thiếu niên, nhìn thấy bộ dáng của Hắc Hứa, là cậu ta đã ngay lập tức nâng cao cây đinh ba của mình lên giống như muốn đâm ra bất cứ khi nào làm cho hắc hứa ở phía trước cũng cảnh giác không thôi nhân loại hắn hắn muốn làm gì tư thế này là hắn đang muốn tấn công mình sao người này chẳng lẽ cũng là một tu sĩ à sẽ không phải lại là một trần phàm nữa đó chứ nghĩ đến đây hắc hứa đã tưởng tượng ra cảnh tượng mà cậu thiếu niên trẻ tuổi hét lên một tiếng một thông linh yêu thú nhỏ nhoi xem đinh ba của ta đây lúc này cây đinh ba của thiếu niên trẻ tuổi cũng đã hướng thẳng về phía của Hắc Hứa, nguy hiểm. Nhân vật chính hô lên một tiếng, rồi sau đó, cậu ta cũng tận dụng cái đuôi cứng cáp của mình mà quật gãy cái đinh ba này thành nhiều mảnh. Tiếp đó, không có thời gian để mà xem xét tình hình tiếp theo, thì Hắc Hứa đã ngay lập tức co đuôi lại mà bỏ chạy, nhân loại thật là đáng sợ. Nhân lúc đồng bọn của hắn vẫn chưa đến, phải nhanh chóng chuồn thôi. Quay về phía của cậu thiếu niên, khác với suy nghĩ của Hắc Hứa, Thật ra khi nhìn thấy bộ dáng của Hắc Hứa là cậu ta cũng đã tê hết cả da đầu lên rồi, hiện tại nhìn thấy Hắc Hứa xoay người bỏ chạy, thì ông nhãi con cũng mừng như điên ở trong lòng mà vội vàng chạy về khoe với cha mình, "Cha, lão Hắc xà đã ăn lợn yêu đã giết nương rồi, nhưng hắn không ăn con." Ở trong phòng, người cha thấy thằng con trai của mình tự nhiên nói liên tha liên thiên giữa đêm thì cũng bực mình quát lớn, "Tiểu tử hồ đồ này, con nói cái gì?" Quay lại với Hắc Hứa, sau một hồi vác đít lên mà bỏ chạy vào sâu bên trong rừng, thì cậu ta mới dám ngoảnh mặt lại. Xác nhận rằng không có người đuổi theo thì mới thở phào một tiếng, học, không có đuổi tới, thật là một phen hú hồn, nhưng mà có gì đó sai sai. Hắn sẽ không phải chỉ là một thiếu niên bình thường đi, mình đây chẳng lẽ là có ma chứng rồi, chứng sợ thiếu niên. Thật là vô dụng mà, đáng chết, mình như là đã dốc lòng trở thành yêu thú khai thiên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được. Cũng đến sơn thần miếu rồi, mình cũng không thể học con người đi vào bái thần cầu cho an tâm, dù sao mình là ở trong phòng này thùng suốt, nói không chừng trong này chính là phúc địa của mình nói là nói như vậy sau khi đi vào bên trong hắc hứa cũng sử dụng đuôi của mình cuốn chặt lấy bà cành cây coi nó như là ba cây hương rồi bò về phía trước tượng sơn thần để chuẩn bị tế bái nghe nói có tâm ma là một điều cấm kỵ lớn trong giới tu hành muốn loại bỏ tâm ma buộc phải thành kính sơn thần lão gia tử ta lại đến thăm ngươi đây hắc hứa lẩm bẩm nói trước khi đột nhiên một mùi thơm lan tỏa bên trong căn phòng làm cho hai mắt của cậu ta dán chặt lên bàn thức ăn đồ cúng được bày trước tượng sơn thần rồi sau đó nước dãi của ông thần cũng không kìm chế được mà chạy thành thác đây đây là từ đâu tới nhiều đồ cúng như vậy chứ hắc hứa lắp bắp nói khi nhìn vào bản đồ ăn sang trọng này và tiếp đó tiểu xà cũng bắt đầu đánh chú ý lên đám đồ cúng của sơn thần sơn thần chắc cũng không muốn lãng phí thức ăn đâu mình giúp ông ta ăn trước những đồ cúng này rồi bái như vậy sẽ càng có thành ý hơn nghĩ là làm hắc hứa liền lao đầu vào khoáng sạch đi toàn bộ đám đồ ăn này và sau khi đã ăn xong cậu ta cũng rất thành tâm nâng hương mà cầu nguyện Sơn thần phù hộ, phù hộ ta loại trừ tâm ma, phù hộ ta tu luyện thuận lợi, phù hộ ta tu luyện thuận lợi, càng ngày càng mạnh, phù hộ ta sống tốt. Ông tướng con cầu nguyện đủ thứ trong khi đến một thứ đồ cúng ông thần cũng không muốn bỏ ra. Và quả nhiên, đối với mấy cái yêu cầu vô lý mà không chịu xì ra chút đỉnh nào, thì ngay sau đó, rắc rối đã tìm tới hắc hứa. Khi mà lúc này ở phía sau lưng cậu ta bắt đầu xuất hiện những động tĩnh lạ, khi mà chỉ thấy đột nhiên có một cô gái nào đó chạy vào bên trong, mà ở phía sau lưng cô ấy. Dường như cũng đang có vài kẻ đuổi theo, con nhóc, ta xem ngươi chạy đi đâu, ai đó hét lên, cứu mạng với, cô gái thảm thiết nói, mà mấy lời nói này cũng làm cho hắc hứa ở bên trong giật hết cả mình. Thật là xui xẻo, làm sao cũng lại có người tới chứ. Vừa nghĩ, cậu ta vừa vội vàng trốn ra sau lưng bức tượng sơn thần, đồng thời âm thầm thò đầu ra bên ngoài để hóng hớt. Theo ánh mắt của cậu ta, có một cô gái mặc áo xanh nhanh chóng chạy vào bên trong miếu thờ, mà ở phía sau lưng cô ấy, mấy tên truy đuổi cũng hò hét với nhau các người ở bên ngoài đợi ta vào bên trong hưởng thụ trước vâng thưa thiếu ra mấy tên chân chó vội vàng đáp lời quay lại với hắc hứa thấy cửa trước đã bị chặn lại cậu ta cũng đành tạm thời ẩn náu ở nơi này đồng thời sử dụng năng lực thấu thị của mình để quan sát thật ngu xuẩn tự mình chạy vào đường chết miếu này chỉ có mỗi cái cửa này muốn đào tẩu lại không bị phát hiện căn bản là không có khả năng ừ để ta xem xem các ngươi rốt cuộc muốn làm gì nói đến đây rất nhanh tình cảnh bên ngoài cũng đã hiển thị trước mặt hắc hứa khi mà tên thiếu gia bước vào bên trong thì liền vuốt cầm một cách tự tin. Con nhóc, nữ nhân khiêu thiếu ta nhìn chúng thì không có người không tuân theo, đáp lại lời nói này của hắn. Cô gái trẻ tuổi cũng nắm chặt con dao trên tay rồi run run nói. Ngươi đừng có mà qua đây, ta khuyên ngươi biết điều một chút, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết, cho dù ta không giết được ngươi, ta còn có thể tự sát. Ngươi cũng không đạt được điều gì cả, vừa nói, cô nàng vừa đưa dao kề lên trên của mình, sẵn sàng kết liễu bản thân nếu tên đê tiện ở phía trước manh động. Trong khi đó, Hắc Hứa nghe tới cái tên Khưu Thiếu thì hai mắt đã bắt đầu trợn to ra, Khưu Thiếu, không phải chứ, không phải là cái người trước đây ném Trần Phàm vào chuồng lợn sao? Có thể đánh Trần Phạm thừa sống thiếu chết, đây tuyệt đối là cao thủ, nhất định không được để bị phát hiện, có điều hắn đây là đang động dục sao? Nhân loại thật là kỳ quái, hình như lúc nào cũng có thể động dục, không giống như bọn ta chỉ có mùa xuân mới động dục, nói mới nhớ, cơ thể yếu đuối này rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn chứ? Thật là một người không có mắt nhìn, nếu là lạc trong núi sợ là chỉ mất mấy phút đã trở thành con mồi của thú dữ hắc hứa lắc đầu ngao ngán ở trong lòng rồi lại nhanh chóng hóng hớt tiếp tình hình lúc này tên khiêu thiếu sau khi đè được cô gái xuống thì liên nắm chặt lấy con dao trong tay cô ấy và rằng lại được thế mà còn dám tự vẫn thật sự không biết tự lượng sức dám uy hiếp ta vậy hôm nay ta liền hiếp ngươi trước rồi giết chết sau tên khiêu thiếu vừa nói vừa để lộ ra một gương mặt vô cùng đê tiện làm cho đánh giá của hắc hứa đối với hắn ta càng hạ thêm một bậc khưu thiếu trái lại là sung sức có điều não bộ hình như không hoạt động tốt cho lắm cậu ấy lẩm bẩm một câu quay về phía cô gái trẻ tuổi lúc này ánh mắt của cô ấy cũng hiện lên vẻ quyết tuyệt khưu cương ngươi ép ta thoái hôn còn giết trần phàm lang quân như ý của ta hôm nay lại muốn làm nhục ta ta là ma cũng sẽ không tha cho người đâu ở bên trên hắc hứa vừa ăn táo cũng vừa cầu nguyện đám này nhanh chóng xong việc cho cậu ta giành nợ hay không phải giết để ăn hoàn toàn không cần thiết sơn thần phú hộ bọn họ làm xong chuyện liền mau rời đi như vậy thì mình cũng có thể lời nói còn chưa ra hết khỏi miệng không biết có phải là do không chịu tế bái sơn thần hay không mà ngay sau đó bàn tay của sơn thần đột nhiên nứt ra rồi rơi xuống bên dưới trong ánh mắt hoảng sợ của tiểu xà thua toàn rồi cứ như vậy bàn tay này liền trực tiếp rơi xuống trước mặt tên khiêu cương cùng với cô gái xinh đẹp làm cho cả hai người bọn họ chú ý có người sơn thần ai ai ở phía sau lưng bức tượng thần tên khiêu cương hoảng sợ nói đồng thời nắm chặt lấy con dao của mình. Trong khi đó, cô thôn nữ thì đã vội vàng chạy về phía bức tượng sơn thần, sơn thần lão gia hiển linh, cô phúc xuân linh, phúc trạch nhân gian, sơn thần đại nhân cứu con với. Cô ấy vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn vào bức tượng thần và thứ duy nhất đập vào mắt của cô nàng chính là bản mặt rắn vô cùng lúng túng của hắc hứa vừa mới gặm xong quả táo. Thôi, xong đời rồi. Ông tướng nghệt mặt suy nghĩ ở trong lòng. Còn về phía cô gái, nhìn thấy cái bản mặt của cậu ta là cô nàng đã sợ tới mức hai mắt trắng ra mẹ ơi yêu quái cô ấy hét lên một tiếng làm cho tên khiêu cương ở phía sau cũng hơi giật mình quái quái vật ở đâu vừa nói hắn ta vừa đưa con dao ra trước ngực của mình và trùng hợp làm sao ngay vào lúc này cô gái đang xoay người bỏ chạy không kịp để ý thì đã chủ động lao vào con dao của hắn khiến cho con dao này đâm sâu vào bên trong ngực cô ấy thấy vậy mặt mũi tên khiêu cương cũng đỏ bừng vì tức giận không hắn ta hét lớn một tiếng trước khi gương mặt cũng tái mét và đổ mồ hôi hột không ngừng ở phía bên ngoài mấy tên chó săn nghe được tiếng hét của tên thiếu gia thì cũng vội vàng chạy vào bên trong, trên tay còn năm năm cây gậy để ứng phó cho mọi tình huống. Thiếu gia đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói đến đây, hắn ta cũng để ý được cô gái đã nằm trong vũng máu thì liền có chút lúng túng hỏi. Khưu thiếu nhanh như vậy mà đã xong việc rồi sao? Nghe được câu nói liên quan tới bản lĩnh đàn ông, tên Khưu Cương cũng bực mình quát lên: Ngươi là đồ ngu sao? Trong miếu này có tiểu yêu đang tác quái. Dạy dỗ tên chó săn của mình xong, tên Khưu thiếu gia cũng há mồm quát lớn chết tiệt tiểu yêu quái phương nào núp phía sau tượng thần giả thần giả quỷ làm hỏng trước tốt của lão tử mau cút ra đây cho lão tử lão tử nhưng là đệ tử ngoại môn của bộ xà tông đụng phải ta là đen đuổi của người rồi ở phía sau tượng thần nghe thấy tên mập này giới thiệu mình là đệ tử của bộ xà tông hắc hứa đã toát mồ hôi không ngừng lưỡi rắn cũng thụt ra thụt vào liên tiếp lại nói về tên khiêu cương thấy lời nói của bản thân không có tác dụng hắn ta cũng ra lệnh cho mấy tên chân chó không lên tiếng à vậy các ngươi đi xem thử đều nhanh nhẹn một chút cho ta vâng thưa thiếu gia hai người bọn chúng đồng thời hét lớn tiếp đó dựa theo mệnh lệnh hai tên này cũng nắm chặt cây gậy trên tay bình tĩnh đi về phía tượng thần mà trong miệng cũng không ngừng chửi rủa nó đang ở gần tượng thần tìm cho ta cút ra đây ở bên này hắc hứa mặc dù sợ vãi cứt, nhưng cậu ta biết được rằng bản thân cũng không thể nào trốn thoát được nữa nên đành phải đánh liều bọn họ muốn qua đây giết mình rồi không được thay vì chờ chết còn không bằng ra ngoài đọ sức một chút ta đánh cậu ta hét lên một tiếng và lập tức nhào về phía tên có dâu làm cho hắn ta giật mình ngã ngược về phía sau là xà xà yêu ở bên cạnh tên chó săn áo xanh cũng đã run rẩy không đi nổi một bước nào chỉ có một mình tên khiêu cương đứng ở xa nhất thì vẫn còn kiêu ngạo chỉ huy hừ la xã yêu còn không tới bảy thước thì có gì đáng sợ đợi ta tụ khí một kích giết chết lấy nó làm quà chắc chắn có thể chính thức bái sư bộ xà tông rồi các ngươi lên giữ nó chiêu phục không trưởng này của bộ xà tông phải mất một thời gian để tụ khí Vừa nói, Khưu Cương vừa bắt đầu tụ tập từng luồng linh lực vào trong lòng bàn tay của mình. Trong khi đó, hai tên chó săn này nghe được lời nói mới để ý lại thân hình của Hắc Hứa dường như đúng là bé hơn bọn chúng thường. Thế nên sau đó, toàn bộ sự sợ hãi đã được thay bằng sự tức giận. Vâng thưa thiếu gia, cả hai đồng thanh hô lên, rồi lại sấn tới Hắc Hứa một lần nữa, đánh hắn bảy thốn. Ai giết được nó lão tử sẽ có trọng thưởng. Khưu Cương hứa hẹn, quay lại với Hắc Hứa, nhìn vào hai tên nhân loại đang chuẩn bị tấn công mình, đột nhiên trong lòng cậu ta lại là một mảnh bình tĩnh trong tất cả những người ở đây lợi hại nhất chắc chắn chắc hẳn chính là khiêu cương mình buộc phải xử lý tất cả trước khi khiêu cương hoàn thành việc tụ khí thì mới có con đường sống nghĩ đến đây trong lòng hắc hứa cũng dâng lên một chút sát khí rồi ngay sau đó cậu ta liền bật nhảy cơ thể lên không trung đồng thời vung mạnh cái đuôi của mình hướng về cả hai tên chân chó cùng một lúc và chỉ đúng với một cú quẹt đuôi này thôi cậu ta đã dễ dàng chém bay đầu cả hai tên chó săn này trước khi bọn chúng kịp làm ra phản ứng gì cả. Thấy bản thân có thể một chiêu giải quyết được cả hai, hắc hứa cũng có chút ngơ ngác, đợi đã, những tên này cũng quá yếu rồi đó, cậu ta hô lên một tiếng ở trong lòng. Lại nói về tên thiếu gia khiêu cương này, nhìn thấy hai tên tiểu đệ của mình bay màu trong phút chốc, cả người hắn ta đã run lên một cách không kìm chế được. Luồng linh lực trong bàn tay cũng đã bắt ngúm, theo ánh mắt của hắn ta, thì lúc này, hắc hứa đang là một con quái vật vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt mà đã liền chết rồi đây rốt cuộc là quái vật gì vậy nghĩ đến đây không có tâm tư báo thù cho mấy tên tiểu đê thì khiêu cương đã hoảng sợ mà quay đầu bỏ chạy ngươi đợi đó cho ta bộ xà tông sẽ không tha cho ngươi đâu ta sẽ để sư phụ đem ngươi làm thành đan dược tên ngu xuẩn lên tiếng uy hiếp mà không biết được rằng chính lời nói này của hắn ta đã đưa hắn vào cửa tử hừm tên này vậy mà không tụ khí nữa mà tiếp tục chạy rồi mình biết không đơn giản như vậy mà không được không thể để cho hắn chạy mất ta sẽ đập nát não của ngươi vừa nói hắc hứa vừa lao nhanh về phía trước thực hiện một cú lộn vòng quật đuôi đánh thẳng vào đầu của tên thiếu gia khiêu cương này khiến cho cái đầu của hắn ngay lập tức lõm xuống một mảng lớn mà sau khi kiểm tra lại đám người này không còn khí tức thì hắc hứa mới có thể thở vào một hơi nhẹ nhõm ở trong lòng may mà tên này chọn cách chạy chứ không phải là tụ khí lại thoát được một kiếp rồi mình vẫn là mạng lớn mà nói mới nhớ lần nguy hiểm này của mình sẽ không phải bởi vì mình lén ăn đồ ăn của sơn thần đấy chứ không phải chứ sơn thần tức giận rồi sao nói đến đây khi nhìn vào bức tượng của Sơn Thần, Hắc Hứa dường như cũng cảm thấy một luồng khí lạnh đang chảy dọc sống lưng, thế nên, cậu ta ngay lập tức tìm cách chữa cháy, không được, buộc phải bù lại đồ cúng cho Sơn Thần thôi, vừa nói, cậu ta cũng vừa vội vàng di chuyển mấy cái xác này lên trên bàn thờ, đồng thời lấy que củi làm hương, thành tâm cầu nguyện xin lỗi, Sơn Thần đại nhân xin đừng trách tội, mấy người này đều là đồ cúng cho ngài, xin ngài vui lòng nhận cho, nói xong, Hắc Hứa cũng mong đợi ở trong lòng đặt như thế này sơn thần chắc hẳn là sẽ không tức giận rồi nữa chứ có lẽ sơn thần tại nhân là muốn dùng chuyện này nhắc nhở mình phải mau chóng tu luyện nếu không vĩnh viễn chỉ có thể trốn tránh nghĩ đến đây hắc hứa đã tưởng tượng ra sơn thần đại nhân hiển linh mà ban cho cậu ta một vài thần ngôn hắc hứa do đó trời sẽ giáng trọng trách lớn cho rắn tâm trước hết là đau khổ tinh thần và ý chí đều mệt mỏi xương cốt mệt mỏi thân thể da thịt đói khát thân thể trống rỗng sau này ngươi nhất định có thể trở thành yêu giới mãng xà tôi hiểu rồi cảm ơn sơn thần đại nhân, ngài yên tâm đi, tôi bây giờ ngay lập tức quay về trong núi để tu luyện, hắc hứa thành tâm khấn vái một câu, và nhanh chóng kéo sát của đám người khiêu cương rời đi, cứ như vậy, hắc hứa đã quyết định quay về núi sâu để tu, luyện thời gian nhanh chóng trôi qua, một tuần sau. Lúc này, linh lực bên trong yêu thần đỉnh đã được cậu ta lấp đầy một nửa, tuy nhiên, đối với hắc hứa thì tốc độ này dường như vẫn có chút chậm, tu luyện được một tuần rồi, thông linh cảnh tầng thứ hai này vẫn là kém rất nhiều mới có thể đầy. Nói đến đây, hắc hứa lại quay sang quan sát vào đám xương cốt được chất trong ổ chó của mình và lắc đầu những con thú nhỏ ăn mỗi ngày không chỉ không đủ no đối với tu luyện cũng chẳng có ích gì gì lớn nếu có thể lại đến được một con yêu lợn rừng thì tốt rồi ông tướng cầu mong ở trong lòng chuyển cảnh tới một bãi cỏ nào đó không biết nhân vật chính lấy đâu ra được một cái rổ mà cậu ta quyết định chế tạo một cái bẫy đơn giản để bẫy chim bồ câu nhìn vào đám chim bồ câu khôn hơn chó không chịu chui vào bẫy tiểu xa cũng bắt đầu dần mất kiên nhẫn đến bây giờ vẫn chưa săn được gì đều nói các gốc cây có thể đợi thỏ, đợi heo chắc cũng là tương tự. Nhưng tại sao ở đây đã mấy ngày rồi mà không thấy con lợn rừng nào đến đây nhỉ? Mấy ngày nay cũng không bắt được con mồi nào lớn hơn, đừng nói là tu luyện. Đến lớp đầy cả cái bụng cũng khó. Vừa nói, cậu ta vừa dùng đuôi vút ve cái bụng xẹp lép luôn đánh chống báo động của mình. Hết cách, cậu ta đang đưa mắt nhìn vào quả dưa hấu ở trước mặt mà nhỏ rãi, nói mới nhớ, lợn rừng ăn được dưa hấu. Hay là mình cũng trực tiếp ăn dưa thử xem, nói đến đây ở bên dưới mảnh đất cũng vang lên giọng nói của hai cha con khi trước làm cho hắc hứa chú ý năm nay trong sông mực nước dâng lên cha cũng bắt được nhiều cá quá cậu thiếu niên vui vẻ nói khi xách theo một giỏ cá nặng trịch nhìn vào cái bộ dáng của cậu ta hắc hứa ngay lập tức nhận ra đây là người quen hả à, là thiếu niên cầm đinh ba kia còn người đàn ông cường tráng bên cạnh lại là ai nữa hóa ra vườn dưa này là của nhà hán sao hắc hứa suy đoán ở trong lòng mà không biết có phải là do tinh thần hơi nhạy cảm hay không mà ngay sau đó cậu thiếu niên trẻ tuổi cũng phát hiện ra hắc hứa đang quan sát mình à bên đó là cậu tăng ngơ ngác nói một câu trong khi hắc hứa bên này cũng cảm thấy hơi nhột cách xa như vậy mà hắn cũng phát hiện ra mình rồi ở bên này cậu thiếu niên trẻ tuổi sau khi phát hiện ra lão xà thì liền ôm theo giỏ che chạy tới làm cho cha cậu ta cũng quát lên tiểu tử kia con đi đâu đấy quay lại với hắc hứa nhìn thấy cậu thiếu niên chạy về phía mình là cậu ta ngay lập tức trốn lên trên cây hắn đi về phía này rồi hắn muốn làm gì Thôi thì cứ nhanh chóng trốn đi cái đã, kiểu tư này rốt cuộc đang muốn làm gì đây, vừa nghĩ. Hắc hứa vừa thò đầu ra khỏi lùm cây để quan sát, để ở đây đi. Cậu nhóc lầm bẩm nói một câu và đặt giỏ cá xuống bên dưới và ngay lập tức bỏ đi trong ánh mắt thắc mắc của Hắc hứa. Hả, cứ để đồ ở đây rồi liền chạy thôi à, lúc này. Để giải đáp cho câu hỏi của Hắc hứa thì cậu thiếu niên cũng hô lớn, lão Hắc già, những con cá này là để báo đáp cho ngươi, xuống ăn đi. Nghe được lời nói này, Đồng thời đã xác nhận rằng cậu thiếu niên đã rời đi, hắc hứa mới từ từ bò xuống thân cây, nhìn vào giỏ cá ở trước mặt mà nước dãi cứ chảy không ngừng, những thứ này là cá sao? Hả? À, hắn là muốn cho mình cá để ăn à? Đây sẽ không phải là lừa gạt đấy chứ. Lẽ nào là muốn hạ độc cho mình, nhưng mình không thể dễ bị lừa được, như những con cá này vẫn còn đang tươi sống, mình chỉ nhìn thôi không ăn là được rồi." Hắc hứa kiên định nói, nhưng chỉ khoảng 3 giây sau, ý chí của cậu ta đã bị đánh tan bởi cơn đói và độ tươi ngon của mấy con cá này không nhịn được nữa. Hắc hứa liền há mồm đớp lấy một con coi như là thử độc, ách, minh liền thử một miếng, ùm um ùm, um, không nếm gia vị gì cả. Ách, lại thử thêm một miếng, lại đến thêm một con, ôi mẹ ơi, ngon quá, hắc hứa vừa nói vừa lao đầu hẳn vào bên trong rổ cá này mà ăn lấy ăn để. Ở phía xa, cậu thiếu niên trẻ tuổi cũng chứng kiến được cảnh tượng này thì vui mừng ở trong lòng, he he, hóa ra lão hắc xà còn rất thích ăn cá. Vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên cậu ta liền bị đánh thức bởi một giọng nói ở phía trước, này nhóc con, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi gần đây từng gặp lão hắc xà nào không? Chủ nhân của giọng nói này là một tên đàn ông cao lớn, ăn mặc kín mít, mà ở bên hông của hắn ta cũng mang theo một lệnh bài giống như thuộc về một thế lực nào đó. Quay về phía của thiếu niên, nhìn vào dáng vẻ của bọn chúng cùng với lệnh bài ở bên hông, cậu ta ngay lập tức đoán ra được đám người này chính là người của bộ xà tông đến đây để bắt lão hắc xà và trở nên ngây ngốc một chút. ở phía đối diện, hai tên mặc áo choàng đen thấy cậu ta vẫn chưa trả lời, thì cũng lên tiếng nhắc nhở lại một lần nữa ngươi đã từng gặp qua nó chưa nói chuyện bị câm rồi sao nghe đến đây cậu nhóc mới giật mình tỉnh lại và ấp úng nói tôi tôi chưa từng gặp qua lão hắc xà hay là gì cả ở bên cạnh tên mặc áo choàng đen còn lại nghe xong thì cũng quay sang phàn nàn một câu đinh sư huynh một đứa trẻ thì hiểu cái dám gì hỏi cũng như không hỏi thôi nghe tên sư đệ của mình nói như vậy tên họ đinh này cũng xì ra một tiếng phàn nàn cùng lúc ở phía trên cao Giống như có động tĩnh gì đó xảy ra thì bỗng nhiên cả một đàn chim ở trong rừng bắt đầu phá cánh bay lên bầu trời, thu hút sự chú ý của cả hai. "Hả? À, bên đó có động tĩnh gì vậy? Đi qua xem thử thôi." Nói không chừng lão hắc xà đang ở đó đấy. Đinh sư huynh, tên sư đệ vui vẻ nói trong khi cậu thiếu niên trẻ tuổi cũng chỉ biết cầu mong cho hắc hứa. "Lão hắc xà, mau chạy đi, nhất định đừng để bị phát hiện đó." Cậu ta thầm nghĩ ở trong lòng. "Thế? Nhưng giống như muốn trêu đùa với cậu ta một chút, thì ngay sau đó, từ bên trong thôn làng bỗng nhiên vang lên tiếng hét hoảng sợ của ai đó ăn thịt người rồi lão hạc xà ở trong sống lại bắt đầu ăn thịt người rồi nghe được câu nói này bước chân của hai tên bộ xà tông cũng đột nhiên dừng lại và quay về phía sau đinh sư huynh tên tiểu đệ vừa nói vừa quay sang nhìn tên sư huynh của mình giống như muốn nhắc nhở mà không cần tên sư đệ của mình nói nhiều ánh mắt của tên sư huynh cũng trở nên nghiêm túc lão hắc xà đang ở trong sông mau lên đừng để nó chạy mất vâng đinh sư huynh Tên sư đệ vội vàng đáp lời tiếp đó cả hai người bọn họ cũng nhanh chân chạy về phía sông. Giống như sợ chậm trễ một chút giây nào thì bản thân hắc hứa sẽ bốc hơi mất. Thế nhưng, điều này cũng làm cho cậu thiếu niên trẻ tuổi có chút khó hiểu. Hả, lão hắc xà rõ ràng còn đang ăn cá ở bên kia, làm sao có thể đồng thời đi ra sông ăn thịt được. Quay lại với nhân vật chính, lúc này, cậu ta cũng vừa mới bị lũ chim mổ cho sưng đầu vì cái tội ăn trộm trứng của bọn chúng. Vừa bò, hắc hứa vừa bực bội nói, lũ chim ngóc nghếch này, không phải chỉ là làm vỡ mấy quả trứng thôi sao vậy mà cũng bổ vào đầu mình nói đến đây hắc hứa cũng đã nghe được tiếng hách của mấy người dân trong thôn phát ra đồng thời cảm thán may mắn ở trong lòng suýt chút nữa thì đã bị người bắt rắn phát hiện ra rồi nhưng từ khi nào mà mình ở trong sông ăn thịt người rồi còn có thiếu niên kia tại sao phải nói chưa từng nhìn thấy mình thôi bỏ đi thế giới của nhân loại cũng quá là phức tạp rồi không phải là điều mà mình có thể dễ dàng hiểu được điều quan trọng nhất bây giờ chính là người bắt rắn bắt đầu để ý đến mình rồi nếu muốn sống sót, tuyệt đối không được bao giờ đến đây nữa. Vừa nghĩ, nhân vật chính của chúng ta vừa bắt đầu bò trườn với tốc độ nhanh nhất, tránh để cho đám người bắt rắn kia quay lại và làm thịt rắn nhỏ. Cứ như vậy, rất nhanh, cậu ta đã bỏ tới trước mép sông và hơi ngừng lại một nhịp. Nhìn vào khu rừng ở bên kia bờ sông, Hắc Hứa cũng thầm nói với bản thân, nếu mình trốn sang ngọn núi bên kia sông tránh vài tháng, chắc sẽ an toàn hơn một chút, nói là làm. Không do dự một chút nào thì tiểu hắc xà ta bắt đầu vượt sông để sang bờ bên kia, vừa bơi. Ông tướng con vừa bắt đầu thở dài thườn thượt ở trong lòng. Hay, còn có ba tháng nữa lại sắp vào đông rồi. Đáng tiếc là vẫn chưa dự trữ được một chút lương thực nào cả. Khoảng thời gian này tu vi e rằng rất khó tiến bộ rồi. Nói đến đây, còn không đợi cho hắc hứa buồn não lòng thêm một chút nào thì ở bên cạnh cậu ta bỗng nhiên lao tới một thân ảnh khổng lồ làm cho cậu ấy giật mình hả khoan đã đây là mẹ ơi. Cô ta hét lên một tiếng khi nhìn thấy có một con lươn khổng lồ đang há dụng cái miệng đầy răng của nó mà tắt thẳng về phía của nhân vật chính. May mà tiểu xà kịp thời để ý nên đã co người lại như lò xo so và bắn sang một bên để né tránh. Nhưng nhìn vào bộ dáng to lớn của nó ông tướng cũng hoảng hồn không thôi sao trong con sông này lại còn có cả yêu thú là lương sao nó từ thường du qua đây à, hình nó ra cũng giống như rắn. Nói đến đây, đầu óc của hắc hứa cũng bắt đầu nảy số và hiểu ra chuyện gì. Lẽ nào thứ ăn thịt người ở sông chính là nó, sau đó để mình gánh tội thay nghĩ đến đây hắc hứa cũng để ý được rằng trên người con lươn khổng lồ này cũng có những đảo vết thương không hề nhẹ giống như đã trải qua một trận chiến ác liệt nhìn thương thế của nó không nghe tám phần đã đánh một trận quyết liệt với người bắt rắn rồi nhưng tại sao còn muốn tấn công khi mình đi ngang qua đợi đã nó sẽ không phải là muốn thoát mạng thuận tiện đem mình ăn rồi bồi bổ cơ thể chứ vậy vậy đúng lúc mình có phải cũng có thể đem nó thành thức ăn mùa đông của mình rồi hay không vừa nghĩ hắc hứa vừa bắt đầu nở ra một nụ cười đầy phản diện giống như muốn chơi lại con lươn này một bố nếu có thể săn được con lươn này vậy thì vấn đề lương thực của cậu ta xem như sẽ được giải quyết một phần nào đó chỉ tiếc rằng cái bệnh sợ chết của thanh niên này cứ vào thời khắc quan trọng thì lại phát huy khiến cho cậu ta ngay lập tức quay đầu từ bỏ thôi bỏ đi nếu nó có thể từ trong tay người bắt rắn đào thoát vậy thì thực lực cũng nhất định không yếu thật quá nguy hiểm khi săn lùng nó vẫn là giữ mạng rồi nhanh chuồn thôi cậu ta lẩm bẩm nói và xoay người bỏ đi làm cho con lươn thối ở phía sau cũng giật mình không nghĩ hắc hứa chết nhát tới như vậy thế nhưng cũng chẳng quan tâm lắm đối thủ dám quay lưng với bản thân thì nó cũng chỉ việc há mồm lao tới với tốc độ nhanh nhất để tấn công bất ngờ. Quay lại với Hắc Hứa, nghe được động tĩnh ở phía sau, cậu ta cũng quay mặt lại và hoảng hôn khi thấy cái miệng đầy răng của nó gần như đã áp sát tới ngay phía sau lưng mình. Chết tiệt, không hay, nó nhất quyết muốn ăn mình cho bằng được, vừa nói, cậu ấy vừa vội vàng lách người sang một bên, làm cho con lươn khổng lồ này đâm sầm vào mỏm đá ở bên cạnh, làm sao đuổi mãi không tha vậy, không được, mình sắp kiệt sức rồi. Nếu dùng toàn lực đánh vào phần bụng tương đối yếu của nó, hẳn là có thể thoát được. Nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ liều với ngươi một phen, nói đến đây. Ý chí cầu sinh bắt đầu trỗi dậy, làm cho cả người hắc hứa dường như bộc phát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Tiếp đó, nhân lúc con lươn này vẫn còn hơi chóng váng với cú đâm vào vách đá. Hắc hứa liền đột nhiên quay lại, thực hiện một chiêu quật đuôi mạnh mẽ, đánh thẳng vào vết thương trên người lươn ăn thịt, làm cho gương mặt nó cũng trở nên đờ đẫn vì đau đớn luôn. Tiện đà, cậu ta còn há mồm đớp lấy một miếng thịt trên người nó, nhưng rất nhanh, hắc hứa lại phải khạc cái miếng thịt này ra bên ngoài bởi vì mùi vị của nó ngay cả loại nút trứng như cậu ta cũng không ngửi nổi thịt lươn này nhớt quá còn có một mùi vị rất lạ chờ chút không đúng bỏng quá sao lại có lửa ở đây nước bắn tung tóe xung quanh biến thành ngọn lửa nhưng rõ ràng đang sống ở trong sông làm sao điều này có thể xảy ra được cơ chứ hắc hứa kinh ngạc suy nghĩ nhìn vào biển lửa ở xung quanh mình nhưng rất nhanh nhân vật chính đã đoán được điều gì đang xảy ra là huyễn thuật sao chất nhầy từ con lươn này sẽ khiến người ta sản sinh ra ảo giác à, mình phải làm gì bây giờ? Mình chỉ cảm thấy rất nóng, phải chăng đó là phản xạ có điều kiện của cơ thể và trạng thái mất kiểm soát, hắc hứa hoang mang suy nghĩ, nhưng cũng may. Ông thần này càng nguy hiểm thì dường như đầu óc của cậu ta càng trở nên thanh tỉnh hơn. Đợi đã, mình nhớ trong pháp môn tu luyện của Trần Phàm từng nhắc đến, khi đối mặt với ảo ảnh. Trước tiên phải bình tĩnh, đem tất cả tinh khí tụ tập vào thần thức một chút, nghĩ đến đây, hắc hứa cũng bắt đầu lẩm bẩm pháp quyết của công pháp thần bí. Thiên địa vô cùng, chúng sinh vi kỳ, thần thức tụ, phá vỡ ảo ảnh, Tiểu Sa hét lên một tiếng, kèm theo đó, dường như có một tiếng long ngâm cũng vang lên, phá nát toàn bộ ảo ảnh biển lửa xung quanh hắc hứa, mà cảm giác nóng bỏng do nó mang lại cho cậu ta cũng ngay lập tức biến mất. Tốt quá, mình đập phá vỡ được ảo ảnh này rồi, hắc hứa vui mừng hô lên một tiếng, nhưng trong lúc cậu ta vẫn còn đang loay hoay với cái ảo ảnh, thì con lươn khổng lồ này đã há mồm đớp thẳng về phía của cậu ta rồi, xong rồi, né không kịp nữa hắc hứa khóc lóc nói đồng thời co đuôi vung thẳng về phía trước như một phản xạ tự nhiên ai rè với cú vung đuôi này mấy cái gai vàng ở chóp đuôi cậu ta bắt đầu phát huy sức mạnh khi mà chỉ với một cú quật tiểu hắc xà đã dễ dàng trẻ đôi con lươn này ra làm hai khiến cho cậu ta còn chẳng hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy đây đây là có chuyện gì vậy một đuôi của mình đem lươn yêu chia thành hai rồi hóa ra đuôi của mình đã lợi hại như vậy rồi sao những chiếc váy vàng của mình sắc bén như vậy nếu sau này có thể luyện chế chúng thì chẳng phải bất khả chiến bại sao, hắc hứa tự mãn suy nghĩ. Trước khi cái bệnh nhát chết xuất hiện nhắc nhở cậu ta, không, không thể đắc ý được, trận chiến này vẫn là có một phần may mắn nó bị thương nặng. Lại tự va vào vảy vàng của mình, không bằng nhanh chóng thu dọn một chút rồi nhanh chóng trốn trong núi thật cẩn thận, hắc hứa thầm nói với bản thân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau một hồi loay hoay, cuối cùng cậu ta đã phân xác con lươn này thành nhiều mảnh. Gói ghém những phần thịt cùng với nội đan của nó thật cẩn thận, nhìn vào thành quả của bản thân tiểu hắc xà cũng vui vẻ hô lên xong rồi những miếng thịt của yêu thú này chắc là đủ cho mình ở trong núi tu luyện mấy tháng rồi lại thêm cả yêu đan chắc có thể đột phá thông linh tầng 3 rồi nói đến đây hắc hứa cũng phát hiện ra ở bên trong người của con lươn này còn có một tấm lệnh bài nào đó và ngay khi nhìn vào mấy biểu tượng con rắn nhỏ được khắc ghi ở trên lệnh bài hai mắt của ông thần cũng bắt đầu chừng lớn khoan đã đây là lệnh bài sao bộ xà tông nó từng ăn một người bắt rắn à nói đến đây Hắc Hứa bắt đầu dâng lên một chút kính nể đối với Lương Yêu, Yêu Huynh. Mặc dù ngươi cũng tính là vì rắn trừ hại rồi, nhưng ngươi muốn ăn ta, ta cũng chỉ có thể tuân theo lẽ tự nhiên. Có điều Yêu Huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hưởng thụ ngươi thật là tốt, sẽ không để cho ngươi chết một cách vô ích đâu. Bao gồm cả yêu đan của ngươi cũng sẽ ở cùng với ta. Vừa nói, để thể hiện sự tôn trọng của mình với Lương Yêu, Hắc Hứa đã ngay lập tức nuốt chọn viên yêu đàn của nó vào trong người mình. Nhưng do cái miệng quá bé, nên khi nuốt đến nửa chừng thì viên yêu đan liền bị kẹt lại làm cho cậu ta có hơi lúng túng xong rồi có chút nút không xuống thôi bỏ đi người bắt rắn sợ là rất nhanh sẽ đuổi tới nơi phải chuồn trước vậy yêu đan cái gì đó cứ vào núi rồi luyện hóa cũng không muộn cứ như vậy hắc hứa bắt đầu kéo theo mấy mảnh thịt lươn này cùng với viên yêu đan nhanh chóng trốn sâu vào bên trong núi ở một diễn biến khác hai tên người bắt rắn kia cũng tìm tới được vị trí của những phần lương yêu khác do hắc hứa để lại mà sau khi kiểm tra thi thể này một chút tên sư huynh họ đinh cũng nhanh chóng đưa ra phán đoán hóa ra là như vậy như vậy liền giải thích cho ta tại sao ra hỏa đó ở trong nước lại chạy nhanh như vậy. Thủy yêu mà vừa nãy ăn thịt người bên sông căn bản không phải là lão hắc già, thứ chiến đấu với lươn yêu nơi này mới là lão hắc già, ở bên cạnh. Tên sư đệ nghe vậy thì ánh mắt cũng lóe lên một sự kinh ngạc và hỏi, xa yêu giả hoạt như vậy, vậy bây giờ chúng ta còn có đuổi theo nó nữa không, quay về phía tên họ đinh. Lúc này, hắn ta cũng đưa mắt hướng về ngọn núi và lắc đầu, ngọn núi phía trước là thiết hùng sơn, trong núi có đại hùng yêu thông linh ba tầng đỉnh phong thực lực không thể khinh thường, núi rộng rừng sâu, có thể mấy tháng trời chúng ta cũng khó mà tìm ra được lão xà kia, thậm chí còn có thể gặp phải gấu yêu. Đáp lại lời nói này, tên tiểu sư đệ ở bên cạnh dường như cũng nhớ lại điều gì đó và nói thêm, "Sư huynh chưa nghe nói đến chuyện này sao? Vài ngày trước, lão hắc xà đã nuốt trưởng luyện chế sư của Ti Thiên giám và nhân đan mà ông ta đã nuôi dưỡng nhiều năm ở đây, ngươi nói như vậy là có ý gì?" Đinh sư huynh vừa nói vừa quay sang nhìn chằm chằm vào tên sư đệ của mình, và lúc này tên sư đệ cũng chia sẻ mục đích của bản thân luôn. Tác dụng của nhân đan chắc chắn vẫn còn lưu lại bên trong cơ thể của con hắc xà. Sư huynh, huynh cũng đã dừng chân lại ở luyện khí cảnh ba tầng cũng nhiều năm nay rồi. Bây giờ khó mới có được cơ duyên này, hay là chúng ta âm thầm, ở phía đối diện, không cần tên tiểu đệ của mình nói hết thì đinh sư huynh cũng đã hiểu được mục đích rồi. Tiểu tử nhà ngươi đích thật là đủ linh cơ ha, nhưng bây giờ chỉ có hai người chúng ta mà vào núi thì quá là nguy hiểm, chỉ sợ trộm không được gà mà còn mất cả nắm gạo. Gã sư huynh lắc đầu nói, nhưng tên sư đệ bên cạnh vẫn chưa chịu từ bỏ mà ra sức thuyết phục tiếp sư huynh đừng lo lắng trong vài tháng nữa núi sẽ bị tuyết dày bao phủ đến lúc đó gấu yêu xà yêu đều phải đi ngủ đông khi chúng ta lên núi lần nữa chắc chắn có thể lấy được quay về phía tên sư nghe đến đây ánh mắt của hắn cũng đã bắt đầu hiện lên một vệt tham lam có lý vậy khi nào tuyết bắt đầu rơi thì chúng ta liền xuất phát quay lại với hắc hứa lúc này cậu ta cũng tìm được ổ chó cho bản thân đồng thời treo cẩn thận mấy miếng thịt lươn lên trên trần hang động để bảo quản Hi hi, hang động này thật không tồi. Thật là ấm áp mà, liền ở đây trốn tránh mấy tháng là được rồi. Đây sẽ là những ngày tháng lão hát xà vì tu hành của chúng ta mà hy sinh. Thời gian nhanh chóng trôi qua hai tháng sau lúc này tiết trời cũng đã chuyển sang mùa đông. Từ phía xa xa đường bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống phụ trắng hoàn cảnh xung quanh. Còn tiểu hắc xà cũng đang ở bên trong ổ chó của mình mà thở dài thường thượt hay không ngờ đột phá thông linh tầng 2 đến tầng 3 này sao với tầng 1 đến tầng 2 trước đây khó hơn nhiều như vậy đã luyện hóa yêu tâm máu thì thu hoạch được lần trước còn tu luyện cả một. Thời gian dài như vậy vậy mà vẫn không đột phá được có điều may mà có thu hoạch trên đuôi ngược lại có thêm ba cái vảy vàng. Ninh xương trong lô đỉnh cũng đã đầy rồi ít nhất đến tầng thứ hai đỉnh phong chắc là chỉ kém một chút thời cơ cuối cùng. Liên có thể đột phá được tấm 3 rồi đáng tiếc mùa đông đến rồi cơ thể càng ngày càng cứng thịt cũng sắp sắp ăn hết. Tiếp theo chỉ có thể ngủ đông trước đợi đến mùa xuân lại ra khỏi núi kiếm ăn tu luyện vừa nói hắc hứa vừa ra sức kéo miếng thịt lươn này đi đâu đó mà ở một diễn biến khác như đã bàn tính từ trước thì hai tên của bộ xả tùng sau khi thấy thời tiết đã chuyển sang mùa đông thì bọn chúng cũng mang theo một một vài người dân bản địa nào đó lên trên thiết hùng sơn để tìm kiếm hắc hứa thằng hưởng dụng cậu ta khi mà viên nhân đan kia vẫn còn dược lực lưu lại bên trong người cậu ấy nhìn vào mấy người dân bản địa tàng đào bới tìm kiếm dấu vết trên mặt đất hai tên bọn chúng cũng không quên hứa hẹn chút chú tốt cho đám người này lần này ai lên núi giúp tìm kiếm xong việc mỗi người sẽ được thưởng một quan tiền hãy chú ý đến dấu vết và tìm kiếm cho cẩn thận ở bên dưới một người đàn ông trung niên mặc áo choàng xanh nghe được lời nói này thì cũng quay sang khẳng định tiền trưởng đại nhân ngài yên tâm đi người xà thốn bọn ta không có bản lĩnh khác chỉ có đi tìm rắn là giỏi nhất nói đến đây ông chú cũng quay sang nhìn vào mấy con chó mình dẫn theo và khoe khoang hai con chó săn này được tôi huấn luyện đặc biệt mỗi khi người thấy mùi của rắn ông chú lên tiếng quảng cáo thế nhưng không đợi cho nó hết thì tên sư huynh đã xua tay chặn lời được rồi nói nhảm ít thôi mau đi tìm đi nói xong chính bản thân hắn ta cùng với tên sư đệ của mình cũng tản ra để tìm kiếm thêm manh mối mà nhìn thấy thái độ của bọn chúng như vậy ông chú áo xanh cũng không dám tức giận mà chỉ vội vàng gật đầu vâng thưa tiên trưởng đại hoàng nhị hoàng mau đi tìm ổ rắn ông ấy quay sang nói với hai con chó vàng ở bên cạnh trong khi đó một ông già khác nhìn thấy hai tên bộ xà tông kia kiêu ngạo như vậy thì cũng không nén được sự bực tức tính khí của những người bộ xà tông này cũng đủ lớn đấy. Đáp lại lời nói này, ông chú áo xanh cũng chỉ biết lắc đầu khuyên bảo Lý Ca đừng nói bừa người ta có bản lĩnh thật không giống như chúng ta lần này chúng ta chỉ là đang hưởng ké thôi. Nói đến đây, nghĩ về phần thưởng khi tìm được tiểu hắc giả. Khuôn mặt của ông chú đã không giấu được vẻ tươi cười lão ca biết không tiểu ngưu nhà tôi thích đọc sách một quyển sách nát của người ta không cần trước đây nó vậy mà lại coi như bảo bối đuổi chuyến này hoàn thành quay về nhận được quang tiên này tôi sẽ cho nó đi học ở chỗ sở tiên sinh nhất định có thể cho đứa trẻ này một bất ngờ rồi ha ha ông chú tươi cười nói mà giống như ông trời cũng muốn tách thành cho nguyện vọng này nên ngay sau đó đại hoàng và nhị hoàng ở phía trước đã bắt đầu sủa loạn vài tiếng để báo hiệu cho đám người thấy vậy gương mặt công chúa cũng trở nên nghiêm túc nhanh như vậy mà đã tìm được rồi à nói xong ông ấy cũng vội vàng kéo hai tên bộ xà tùng tới nơi mà đại hoàng và nhị hoàng phát hiện ra manh mối tiên trường ngài nhìn cái đồng này có lẽ chính là một cái đồng của lão hắc giả nghe được lời này tên họ đình cũng trở nên gấp gáp đều tránh ra để cho ta đến xem mặt đúng như bọn họ dự đoán ở bên dưới đúng là hang ổ mà hắc hứa dùng để ngủ đông mà nghe được tiếng ồn ào của nhân loại phát ra ở bên trên là gương mặt cậu ta lại toát đầy mồ hôi trong thời tiết lạnh giá tiêu rồi người bắt rắn giống người lên núi rồi mũi chó vậy mà linh như vậy thế mà đã phát hiện ra mình rồi hiện tại cơ thể mình đang đóng băng cứng ngắc là lúc yếu ớt nhất đừng nói là chiến đấu ngay cả việc chạy trốn cũng sẽ vất vả. Quay lại với nhóm người, thấy bản thân đã tìm được manh mối. Ông chú áo xanh cũng một mặt cười cười quay sang hỏi hai tiến bộ gia tông tiên trưởng ngài xem đây còn có cả phân và nước tiểu của lão hắc xà vậy thì tiền thưởng của chúng tôi. Ở phía trước, tên họ đinh đang cầm lên một cục phân, đưa tới trước mặt mình vừa gửi vừa cẩn thận quan sát, rồi ngay sau đó hắn ta liền quay sang quát lớn với nhóm người đồ ngu đây là phân và nước tiểu của gấu chó của người rốt cuộc có tìm được hay không vậy nghe được lời này ánh mắt của ông chú cũng trở nên hoảng loạn à không phải chứ chó của tôi tìm rắn từ trước tới nay chưa từng sai người hiểu hay là ta hiểu này vừa nãy tao ở bên kia phát hiện ra một cái đồng rất lớn người dân tất cả thôn dân đi tới chỗ đó tìm thử xem vừa nói hắn ta vừa chỉ vào một hang động ở cách đó không xa làm cho ông chú bên này mặc dù vô cùng thắc mắc nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý vâng thưa tiên trưởng nói xong ông chú lại lệch cạch dẫn theo mọi người đi về hướng kia để kiểm tra mà cũng nhờ vào sự hiểu lầm này của hắn hắc hứa ở bên dưới mới được một phen hú vía phù dọa chết mình rồi may mà mình thông minh và cẩn trọng không chỉ dùng đá để chặn lối vào hang mà còn dùng cành gãy để che lại thậm chí còn đặt phân gấu lên trên cành cây hơn nữa mình đã đào một cái hố sâu sáu trường bọn họ chắc là không phân biệt được đâu mặc dù có khả năng là tự mình dọa mình nhưng mình vẫn mau chóng thủ khí để cơ thể hồi phục lại phòng trừ trường hợp xấu nhất hắc hứa lên tiếng nhắc nhở bản thân trong khi đó nhóm thôn dân bên này vừa đi về phía hang động thì cũng vừa phàn nàn nhìn thế nào thì cũng giống một cái động rắn những người của bộ xà tông này thật là khó chịu thôi bỏ đi vẫn là nghe theo bọn họ ai đó khuyên bảo quay lại với hai tên bộ xà tông sau khi nhìn thấy đám thôn dân đã đi kiểm tra hang động thì tên tiểu sư đệ cũng quay sang nói với tên họ đinh đinh sư huynh mặc dù nó ẩn nấp được tương đối sâu nhưng đây rõ ràng chính là hang rắn mà hắn ta thắc mắc nói và đương nhiên tên họ đinh cũng nhận ra điều này đây đương nhiên chính là hang rắn nếu mục đích đã đạt được rồi vậy đám ngu dân kia liền không cần thiết nữa sống ít một người liền chừa ít đi một quan tiền tên họ đinh cười gằn lên một tiếng mà bởi vì ngưu tầm ngưu mã tầm mã tên tiểu sư để ngay lập tức đoán ra được gã sư huynh của mình muốn làm điều gì cho nên huynh đã đợi cho bọn họ đi đến động của gấu à đương nhiên rồi nếu đang nhìn rõ rồi kế tiếp nên làm như thế nào ngươi hẳn đã biết được chứ tên sư huynh liếc mắt nói và tên sư đệ này cũng hiểu ý mà lập tức hành động Sư huynh yên tâm đi, ta lập tức đi dẫn gấu yêu ra, mượn đao giết người trước. Sau đó chúng ta hợp lực đối phó với gấu yêu, cuối cùng lại thu dọn con xà yêu đông cứng này cũng không muộn. Vừa nói hắn ta vừa lao nhanh đi thực hiện kế hoạch xấu xa của mình, chỉ đáng tiếc cho mấy người thôn dân kia không biết rằng bản thân mình sắp gặp phải nguy hiểm. Cùng lúc hắc hứa ở bên dưới nghe được toàn bộ mọi chuyện thì cũng chỉ biết lắc đầu. Bọn họ muốn giết cả đồng bọn của mình, động vật thông thường đều không làm ra loại chuyện này đi. Nhân loại không, đây là lòng người lòng ngươi thật sự quá là đáng sợ rồi vừa nghĩ cả người hắc hứa lại bất giác có lại thành một cục vì sợ hãi nhưng rất nhanh ông tướng cũng ném chuyện này sang một bên và tập trung vào chuyên môn hơn không không đây không phải là chuyện mà mình nên quan tâm trọng điểm là bọn họ thật sự biết mình đang ở đây mình bây giờ đang gặp phải nguy hiểm bọn họ vừa mới nói muốn đánh gấu yêu trước nếu mình có thể nhân cơ hội xông ra ngoài ăn gấu yêu liền có thể đột phá thông linh cảnh tầng thứ ba sau đó lại đại chiến với người săn rắn hắc hứa âm thầm lên kế hoạch ở trong lòng tuy nhiên rất nhanh tiểu xà lại khóc lóc mà đập đầu xuống dưới đất trách móc bản thân trời ơi lúc nguy hiểm như vậy mình còn đang nghĩ vớ vẩn gì vậy bọn họ nói phải hợp lực mới có thể đánh bại được gấu yêu giết mình cũng không vội thực lực của gấu yêu đó nhất định cao hơn mình rất nhiều hơn nữa làm sao mình có thể nuốt chửng gấu yêu ngay trước mắt bọn họ được đây không phải là tự đi tìm cái chết sao lại nói về hai tên người của bộ xà tông không biết được khắc hứa đang sướt mướt ở bên dưới tên đinh sư huynh cũng dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn theo tên sư đệ và cười cợt ở trong lòng hừ sư đệ ngu xuẩn đáng tiếc hai con yêu thú lần này chỉ đủ để một người trong hai chúng ta đột phá nếu không đợi đánh bại gấu yêu ta còn có thể tha cho ngươi một mạng có vẻ như tên này thậm chí đã tính kế đến cả sư đệ của mình làm cho hắc hứa đang khóc lóc ở bên dưới cũng sực tỉnh đợi đã hai người bọn họ hình như còn có nội chiến sự tình còn có bước ngoặt mình cần chấm chậm hoạt động đến cửa hàng trước yên tĩnh theo dõi chờ đợi cơ hội mà hành động vừa nghĩ tiểu hắc xà vừa mon men bò ra khỏi hang của mình âm thầm thu liễm khí tức của bản thân và quan sát ra bên ngoài mà rất nhanh tên sư đệ kia cũng quay lại báo cáo sư huynh bố trí xong xuôi rồi he he chỉ chưa đầy nửa nén hương thôi con gấu kia sẽ tỉnh lại cứ như vậy thời gian nhanh chóng trôi qua đúng như những gì mà hắn ta đã đề cập thì không lâu sau đó ở bên trong hang động bắt đầu vang lên những tiếng hét thảm thiết của những người thôn dân mau chạy mau đây là hang gấu hang gấu tiên trưởng không phải nói đó là hang rắn sao chạy để giữ mạng trước rồi tìm tiên trưởng đi nhóm người hoảng loạn nói với nhau trong khi sau lưng họ đang có một con gấu yêu khổng lồ hai mắt đỏ lừ giống như đã phát điên lên cùng lúc ai đó bên trong nhóm người cũng phát hiện ra hai tên của bộ xà tông đang lạnh lùng quan sát cả đám từ phía trên cao tiên trưởng là hai vị tiên trưởng đến rồi tiên trưởng đến thật là đúng lúc mau cứu bọn tôi với nhóm người vui vẻ nói thế nhưng đáp lại sự cố mong này chính là ánh mắt đầy lạnh lùng tới từ tên họ đinh hừ các người những tiện dân này gây ra chuyện thảm họa như vậy mà còn có mặt mũi đi cầu cứu các ngươi liền chết ở đây đi nghe bọn chúng nói tới đây dù có ngu đi chăng nữa thì nhóm thôn dân cũng đã hiểu được ý định của hai tên trước mặt mình rồi chết tiệt họ cố tình làm như vậy cố tình dụ chúng ta vào trong hang gấu chính là để giết chúng ta bớt tiền ông chú áo xanh bực tức quát lên mà vị lão nhân ở bên cạnh cũng ngay lập tức rút cung tên của bản thân ra mà nhắm tới bọn chúng cái gì hai tên xúc sinh này để bọn ta chết thì các ngươi cũng đừng hòng sống vừa nói Ông ấy vừa buông tay giải phóng mũi tên của mình về phía trước bắn, sượt qua chiếc túi đeo bên hông của tên sư đệ, khiến cho những vật phẩm được chữa ở bên trong cũng rơi là tà xuống bên dưới, bao gồm vài viên linh đan cùng với một cái chung nào đó. Mà hành động này của lão ca cũng chỉ béo cho một mình tiểu hắc xà, nhìn thấy đồ vật rơi ngay trước mắt, ông thần cũng nhanh chóng dùng đuôi, tóm lấy một viên đan dược và vội vàng kéo vào bên trong hang của mình, mùi vị này là đan dược của nhân loại, hình như tên là hồi nguyên đan, đan dược thần kỳ quá chỉ ngửi một cái liền cảm thấy cơ thể đều hồi sinh lại rồi vừa nghĩ nước dãi của hắc hứa đã bắt đầu trào ra mà không kìm chế được lại nói về tên tiểu đệ này thấy túi đồ của bản thân bị bắn thủng và rơi xuống bên dưới ánh mắt của hắn ta cũng hiện lên vẻ hoang mang đinh sư huỳnh túi đựng đồ của ta bị rơi rồi mau đến rút ta nhặt lại đợi chút nữa là gấu yêu qua đây rồi hắn ta lo lắng nói trong khi tên họ đinh này cũng có chút phàn nàn làm sao lại không cẩn thận như vậy chứ vừa nói tên này cũng vừa chửi thầm tên sư đệ của mình ở trong lòng hừ đúng là phế vật nhặt được đều là của ta rồi không biết được ý định này của tên sư huynh tốt bụng tên sư đệ vẫn đang vui vẻ nhìn đám thôn dân bị gấu yêu ăn thịt và khen ngợi sư huynh đúng là mưu kế hay đám tiện dân kia đều chết hết cả rồi không ngờ đám lão cốt đầu này có thể kiên trì được lâu đến như vậy he he đáp lại lời nói này của hắn ta tên họ đinh cũng hử lạnh một câu hừ có thể công hiến sinh mạng cho bộ xà tông cũng coi như bọn họ không sống vô ích trên đời lời nói vừa mới dứt hắn ta không để ý được rằng tên sư để phía sau lưng mình cũng đang nhìn vào bản thân với ánh mắt đầy nguy hiểm đinh sư huynh ngươi cũng đi cùng với bọn họ đi nói đến đây hắn ta cũng lẩm bẩm pháp quyết nào đó lập tức tuân lệnh ngọn gió ở phía trước gã họ đinh thấy bản thân còn chưa kịp ra tay xử lý tên sư đệ của mình thì đã bị hắn ta ra tay trước thì cũng cảm thấy kinh ngạc quay về phía sau ngươi hắn ta hô lên một tiếng tràn đầy kinh ngạc giống như không thể tin được vào lỗ tai của mình tuy nhiên mọi chuyện đã quá chậm trễ bởi vì ngay khoảnh khắc mà hắn ta quay mặt lại thì thuật pháp của tên sứ để đã hoàn thành lúc này chỉ thấy từ lòng bàn tay của hắn ta bắt đầu phun ra một ngọn gió lớn hất văng cơ thể của tên sư huynh xuống bên dưới trong khi đó con gấu yêu tự nhiên thấy có thêm đồ ăn lao xuống thì hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào tên sư huynh này con mẹ nó triệu văn trác ngươi dám tính kế ta ngươi sẽ không được chết yên thân đâu tên họ đinh hét lớn một tiếng Đồng thời ôm lấy bả vai của mình giống như đã bị gãy sau cú va chạm xuống dưới đất. Ở bên trên, tên sư đệ Triệu Văn Trác thấy tên sư huynh của mình vô năng cùng nộ như vậy thì cũng lắc đầu cười cợt một câu: "Đinh sư huynh, tức giận thì hại gan. Sư huynh ngươi không biết vì để cùng người diễn mãn kịch này, ta đã chuẩn bị bao lâu đâu, ngươi không phải muốn một mình nuốt yêu thú lần này sao? Ngươi thật sự cho rằng ta ngu đến như vậy à? Bây giờ những thứ này toàn bộ đều trả lại cho ngươi, ta mới không cần cái gì xả yêu với gấu yêu. Ta chỉ cần ngươi chết." Ha ha đinh sư huynh tài nguyên đột phá ở ngay trước mắt người có bản lĩnh thì liền đến lấy triệu văn trác lạnh lùng nói khi mà lúc này theo ánh mắt của hắn ta gấu yêu đã không kìm nén được cơn khát máu của mình mà lao về phía tên họ đinh cùng lúc nó cũng nâng cao móng vuốt của mình đập thẳng về phía trước như muốn đập một con ruồi đứng trước tình cảnh nguy hiểm tới sinh mạng của bản thân tên họ đinh cũng chỉ biết lôi ra một tấm phù chú nào đó để bảo vệ bản thân mình tên khốn kiếp nhà ngươi lập tức tuấn anh bảo chú phủ bạo lời nói vừa mới dứt ở trong sơn cốc phía bên dưới đột nhiên xuất hiện một vụ nổ lớn, làm cho khói bụi tung bay mù mịt. Có vẻ như tên Đinh sư huynh đã quyết định ôm bom với con gấu yêu kia, mà hành động này của hắn ta cũng làm cho tên Triệu Văn Trác có chút khâm phục. Ha ha, không hổ là sư huynh ngà. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn hành sự điên cuồng như vậy. Vậy ta cũng đến lúc về tông môn báo cáo lại rồi, con gấu yêu này đã bị chọc giận triệt để rồi. Mình cũng không muốn bị cuốn vào bên trong, nên nghĩ một lý do thoái thác gì đây. Nói xong, Triệu Văn Trác cũng lập tức xoay người rời đi mà ở phía sau, Hắc Hứa thấy động tĩnh đã biến mất thì ông tướng mới dám thò đầu ra bên ngoài, người bắt rắn chết rồi, gấu yêu cũng bị trọng thương, đây đây chính là xoay chuyển tình thế trong truyền thuyết. Vậy bây giờ đến lúc mình đi ra ngoài rồi." Vừa nói, cậu ta vừa ném vào trong miệng mình một viên hồi khí đan và nhanh chóng chạy đi làm hoàng tước. Kế tiếp đó, vừa mới đi ra ngoài còn chưa được mấy bước Hắc Hứa lại đột nhiên phát hiện ra hai hạt hồi nguyên đan khác đang nằm lăn lóc trên mặt đất ở cửa hàng đồng vẫn còn hai viên hồi nguyên đan không biết tại sao bụng lại đói quá liệu ăn liên tiếp ba viên có thể không hấp thụ tốt không nhỉ thôi thì mình cứ giấu chúng ở phía sau răng chờ đến lúc quan trọng sẽ sử dụng vừa nói cậu ta vừa khẽ sử dụng cái đuôi của mình mà nhấc bổng hai viên đan dược liên nhét vào phía sau răng nanh mà ngay khi làm xong điều này trong lúc không để ý hắc hứa đã bị một đàn sói hoang bao vây lại ừm bị sói kéo đến vì người thấy mùi máu sao thật là đúng lúc mình ăn xong hồi nguyên đan thì lại đói mà không muốn ăn thi thể của con người thôi thì lấy chúng lót giả cũng được vậy tiểu hắc xà lẩm bẩm một câu rồi ngay sau đó cậu ta liền nhào tới phía một con sói nào đó sử dụng răng nanh sắc nhọn của mình mà ghim thẳng vào cổ con sói này và bằng một cách máu me bạo lực nhất cậu ta đã rút đứt luôn cái đầu con sói ra làm cho lũ sói còn lại cũng cúi đầu sợ hãi mà lùi về phía sau có được yêu thần định mình có thể nhanh chóng tiêu hóa thức ăn ta nuốt vào nhưng mà vẫn chưa đủ một con sói thì vẫn chưa đủ chuyện gì vậy đói quá tại sao mình lại đói khát như thế này vừa nghĩ hắc hứa vừa điên cuồng lao tới tấn công xé xác toàn bộ đám sói còn lại làm cho những con không biết cậu ta tấn công hoảng sợ bỏ chạy như vịt thế nhưng bọn chúng còn chưa chạy được mấy bước thì lại bị con gấu yêu to đùng ở đằng trước cản đường lại mà tiểu hắc xà cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của nó liệu có phải vì trước mắt có cùng yêu ngon lành như vậy nên chị ăn sói thôi không thể làm cho mình thỏa mãn Nói đến đây, Hắc Hứa cũng để ý con hùng yêu ở phía trước chỉ tiện tay đập một cái là đã đập cho con sói này thành bánh thịt, nhìn thấy nó hung dữ như như vậy. Hắc Hứa dường như cũng cảm thấy có chút hơi no. Hà không ngờ hùng yêu bị thương nặng mà vẫn mạnh như vậy nhìn vào sự chiến đấu của nó với người bắt rắn chắc hẳn ít nhất cũng có thực lực thông linh 3 tầng đỉnh phong còn mình chỉ là hai tầng. Đỉnh phong không được mình không thể bị thức ăn làm mờ mắt phải cẩn thận không để bản thân gặp nguy hiểm nhưng mình vẫn đang rất đói đây có phải là khát vọng của yêu thần đỉnh không nó muốn mình ăn thịt cùng yêu sao nhưng mà mặc dù tu vi nó cao hơn mình nhưng đúng là nó đã bị thương khả năng chỉ biết chạy trốn thì không thể nào trở nên mạnh mẽ vừa rồi nó đã đập bay bầy sói có lẽ đã dùng hết sức lực cuối cùng chỉ cần mình đủ thông minh và thăng trọng cơ hội chiến thắng chắc chắn sẽ rất lớn để trở nên mạnh mẽ hơn mình sẽ liều mạng nghĩ đến đây ý thức muốn trở nên mạnh mẽ hơn đã thúc giục cơ thể của tiểu hắc già lúc này chỉ thấy cậu ta cong người lại và bật nhảy lao thẳng về phía con gấu yêu nhưng cũng ngay lập tức, cơ thể của cậu ta đã bị con gấu này dùng tay bóp chặt lại và ném thật mạnh xuống bên dưới, làm cho nhân vật chính ngay lập tức bị nội thương mà ho ra một chút máu. Tuy nhiên, Hắc Hứa cũng nhanh tay vung đuôi quét qua mắt của Hùng Yếu làm cho hai con mắt của nó ngay lập tức bị mù, rồi gào lên trong đau đớn. Nhân cơ hội này, ông thần cũng sợ vãi trưởng mà lập tức bỏ chạy ra xa, đau quá. Hùng yêu này chắc phải mạnh gấp 10 lần so với con luôn yêu trước đây, nhưng may mắn thay, mắt của nó đã bị mình làm mù, tiếp theo thì sẽ dễ dàng hơn rồi chỉ cần thêm một lần nữa không được hiệu lực của thuốc trước đây có vẻ đã hết cơ thể của mình lại bắt đầu trở nên cứng đờ nuốt thêm một viên đan dược nữa chắc chắn mình sẽ lại ấm lên còn về chút thương tích này đối diện nó xong rồi chữa trị cũng không muộn nói đến đây cậu ta cũng âm thầm dùng lưỡi của bản thân đẩy ra một viên hồi khí đan mà bản thân đã giấu ở răng nanh khi trước và ngay lập tức nuốt vào trong người tiếp đó khi cơ thể đã hồi phục lại một chút khí lực thì hắc hứa liền co cả người lại cong như con tôm và bẩn thật mạnh về phía trước nhắm chuẩn răng nanh sắc nhọn của mình cắn ngay vào cổ họng của con gấu này khiến cho nó kêu gào cứ như là nhà sắp cháy đồng thời ra sức dãy ruộng một cách vô cùng mạnh mẽ làm cho bản thân hắc hứa cũng bay vèo vèo trên không trung thế nhưng hàm răng của cậu ta cũng cắn chặt lấy cổ của con hùng yêu quyết không bỏ ra không phải chứ nó đã bị mù mà vẫn mạnh tới mức này cơ à đau quá đòn này nặng quá xương chắc chắn đã gãy vụn mất rồi không được không thể buông lỏng khi chưa cắn nát cổ nó tuyệt đối không được buông lỏng, chết, chết đi cho ta. Hắc hứa tử nhắc nhở với bản thân mình, trong khi con gấu này cũng đưa tay ra nắm chặt lấy cơ thể cậu ấy và kéo thật mạnh, khiến cho cơ thể của tiểu hắc xà ngay lập tức bị ném ra bên ngoài. Nhưng cũng may, sau khi làm xong điều này, con hùng yêu thật sự đã kiệt sức mà run run nằm trên mặt tuyết. Họng của nó đã bị mình cắn đớt, chắc chắn không thể sống được lâu nữa. Tiếp theo mình chỉ cần ra tay từ xa, ném đá chắc là không có tác dụng gì rồi. Thử dùng cái này đi, vừa nghĩ, cậu ta vừa sử dụng cái đuôi của bản thân, quấn chặt lấy một gốc cây nào đó ở bên cạnh mà ném thật mạnh vào đầu con hùng yêu này. Làm cho đầu của nó cũng ngay lập tức phun ra một dòng máu lớn. Cứ như vậy, khí tức của con gấu yêu cũng từ từ tan biến, thấy được điều này. Tiểu hắc xà mới dám mon men lại gần để quan sát, giờ thì chắc hẳn đã chết rồi nhỉ, để đề phòng nó có mưu đồ. Mình trước hết sẽ vận công trị thương và chờ xem tình hình, cậu ta cảnh giác nói. Thế nhưng, cũng ngày lúc này, đám sói vốn chưa chạy đi xa, thấy hai con yêu thú này đã lưỡng bại câu thương thì liền quay lại với ý đồ làm hoàng tước hừng tiếng gì vậy đáng ghét các ngươi nhưng con sói danh ma cút đi lại muốn trở về để lượng món hời sao chỗ này đều là của ta các ngươi đừng hòng lấy đi chiến lợi phẩm của ta hắc hứa bực tức nói khi nhìn thấy đám sói yêu này cứ lượn lờ xung quanh không chịu bỏ đi hết cách mặc dù có chút không nỡ nhưng hắc hứa đành phải sử dụng tới biện pháp an toàn cuối cùng hết cách rồi ăn viên hồi nguyên đan cuối cùng thôi sau đó giết sạch bọn chúng. Vừa nói, ánh mắt của Hắc Hứa cũng hiện lên vẻ sát khí, thời gian nhanh chóng trôi qua, hai tiếng sau. Sau một hồi quyết chiến, cuối cùng tiểu Hắc Xà cũng đã thành công hạ gục toàn bộ đám sói có ý định cướp mồi của mình, đồng thời cậu ta cũng ngậm trong miệng một tấm vải, kéo lê cơ thể toàn máu của bản thân đi về phía xác con hùng yêu, giờ thì chắc là an toàn rồi, hồi nguyên đàn cũng không duy trì được quá lâu. Mình vẫn còn thương tích ở trên người, phải tìm một nơi an toàn để ẩn náu rồi mới luyện hóa để tránh người bắt rắn lại tìm đến. Nói xong, Hắc Hứa cũng nhanh chóng sử dụng cái đuôi của mình mà phân chia các bộ phận của con gấu, sau đó, cậu ta cũng dùng mấy mảnh vải mình vừa kiếm được để buộc hết mấy tảng thịt này lại với nhau, vừa bỏ. Cậu ta cũng vừa liếc mắt quan sát những thi thể của thôn dân ở xung quanh và chỉ biết cảm thán ở trong lòng, thi thể rải rác khắp nơi, hầy, cũng không biết phải trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi mới được đầu thai làm người, thế mà lại chết đi như vậy. Hắc Hứa lắc đầu nói: trước khi cậu ta để ý vào gương mặt của ông chú mặc áo bào xanh này và nhớ ra điều gì đó hả à, đây là hình như là cha của thiếu niên đó này hắn ta đã chết rồi tại sao các ngươi không chạy các ngươi sẽ bị chết cóng đấy hắc hứa vừa nói vừa quay sang quan nhìn vào đại hoàng và nhị hoàng nhưng sau đó cậu ấy cũng nhận ra hai con chó này đã không sinh khí nữa cơ thể đã cứng đờ rồi đã chết cóng rồi chủ nhân đã chết mà vẫn không chịu rời đi sao không biết tại sao trong lòng lại có cảm giác ý lạ trong trận chiến này chỉ còn lại người đáng sợ và xảo quyệt nhất, mình cũng phải sống tốt. Bất kể tương lai sẽ ra sao, Hắc Hứa tự nhắc nhở bản thân mình, đồng thời nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chuyển cảnh từ một hang động nào đó, đây là ổ chó mới của Hắc Hứa dùng để ẩn náu và trị thương. Bên ngoài hang động này là một đầm nước, người thường rất khó phát hiện ra, chắc chắn nơi này sẽ an toàn, tranh thủ lúc mình còn có thể cử động. Trước tiên hãy luyện hóa hùng yêu cái đã, vừa nói, ông tướng cũng vừa ngoác mồm ra cố nhét từng khối thịt vào trong người mình làm cho cả người cậu ta cũng phình lên một vòng mà ngay khi đám đồ ăn này được hốc vào trong miệng thôi là tiểu hắc xà đã cảm thấy công lao mình bỏ xa hoàn toàn xứng đáng thơm quá cái tên này ăn ngon thật thảo nào mà yêu thần đỉnh lại cuồng loạn nói đến đây cậu ta cũng bắt đầu sử dụng nội thị và thấy được cái yêu thần đỉnh cũng ra sức hấp thụ máu thịt của con hùng yêu bắt đầu hấp thụ rồi cảm giác quen thuộc lại đến rồi xong rồi thông linh tuần thứ ba cuối cùng mình cũng đã đột phá thông linh tầng thứ ba không chỉ vậy, mình còn đạt đến đỉnh cao của thông linh tầng 3. Trên đuôi cũng mọc ra 10 cái vảy vàng, quả nhiên sóng càng lớn cá càng quý, lần này đánh nhau đúng là không ủng mà. Nói không chừng đến mùa xuân năm sau, mình cũng có thể chiếm núi làm vua rồi, vừa nói, gương mặt của ông thần cũng bắt đầu đỏ ửng lên vì hưng phấn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 tháng sau, đông đi thu đến, lúc này, hắc hứa đã thân dài 8 thước, vảy vàng 11 cái. Khẽ nhìn vào bản thân một chút, cậu ta lại ngáp ngắn ngáp dài giống như vừa mới ngủ dậy, bất chi bất giác mà đã đến mùa xuân rồi sao trải qua mấy tháng này không chỉ cơ thể dài ra mà ngay cả thần thức cũng có thể nhìn thấy càng ngày càng xa rồi vừa nói hắc hứa vừa lập tức trải rộng thần thức của bản thân hướng mắt ra bên ngoài và phát hiện ra có hai đầu lợn rừng xấu số nào đó đang ăn cỏ ở phía không xa gần đây có hai con lợn rừng mình phải ra ngoài ăn một bữa trước hoạt động gân cốt một chút nói là làm ngay sau đó hắc hứa đã lao nhanh ra khỏi hang động của mình và trực tiếp kết liễu một con lợn rừng khiến cho nó chết không kịp ngáp mà chứng kiến được uy thế do hắc hứa tỏa ra con lợn rừng còn lại cũng trở nên run rẩy thậm chí là không dám di chuyển mà nhìn vào phần bụng có chút căng phồng lên của nó nhân vật chính cũng đoán ra được con lợn rừng cái này nhiều khả năng đang mang thai thế nên trong lòng cậu ta cũng dâng lên một chút mềm yếu à con này là con cái sao thậm chí còn đang mang thai nữa không thể ăn được rồi vậy ăn con được này để đối phó với cái bụng trước hắc hứa lẩm bẩm nói đồng thời suy nghĩ ở trong lòng mấy tháng này mình lại nhận được một một tri thức mới rất lợi hại gọi là trạng thái cân bằng sinh thái. Bây giờ không thể về làng được nữa, vậy thì phải tìm cách sống độc lập ở bên trên ngọn núi này, thống trị một ngọn núi làm vua thôi thì vẫn chưa đủ. Nếu muốn không cạn kiệt thức ăn, không thể săn những con non, nghĩ đến đây, cậu ta cũng quyết định bỏ qua con cái đang mang thai này mà cắn chặt lấy cơ thể của con lợn rừng được, kéo nó về hang ổ của mình, mà trong lúc ăn, Hắc Hứa cũng bắt đầu tổng kết lại số lượng lương thực đang tồn đọng bên trong lãnh địa của bản thân. Có 25 con chó 20 con lợn rừng phẩy ba không con nai và mấy trăm con thỏ trên ngọn núi này. Ngoài ra còn có khỉ, hươu, dê rừng, chó sói nhiều vô số kể. Chỉ cần mình ăn không quá nhiều và ăn uống có kế hoạch, vậy thì việc cơm áo gạo tiền không phải là vấn đề lớn nữa. Nhưng nếu tu hành thôi thì dựa vào những thứ này vẫn chưa đủ. Từ chuyện lần trước suy ra, tu hành cần đi đôi với thời cơ và mạo hiểm. Cũng đến lúc quay về quê hương rồi, nói đến đây, nhân vật chính cũng đưa mắt nhìn về nơi xa xăm giống như muốn quyết định điều gì đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chuyển cảnh tới một hang động tràn ngập rắn ở bên trong ở trung tâm của hang động cũng có gốc cổ thụ phát ra ánh sáng bảy màu nơi này chính là hang vạn xả hôm nay đối với toàn thể xà tộc bên trong hang và là một ngày đặc biệt bởi vì nó chính là bên trong những ngày giao phối để duy trì được nói giống của bản thân từng con rắn cũng ra sức quấn quýt vào nhau tỏa ra hóc môn hấp dẫn đối phương mà bản thân nhân vật chính của chúng ta hắc hứa cũng đang ngượng ngùng bị một con ngọc xả ở bên cạnh quấn lấy mùa xuân đến rồi vạn vật sinh sôi lại đến mùa giao phối rồi nhưng hắc hứa ta đây là một con rắn với ý chí kiên định ông tướng tự hứa với lòng mình trước khi lại quay sang nhìn vào ngọc xà đang quấn quýt lấy bản thân rồi suy nghĩ những năm trước mỗi lần quay về tiểu bạch xà này đều sẽ tìm đến mình đáng tiếc ngươi và ta tiên phàm khác biệt đành phải từ biệt ở đây thôi vừa nói cậu ta vừa dùng đuôi của mình đẩy nhẹ tiểu ngọc xà sang một bên tiếp đó sau khi đã đuổi được tiểu tình nhân của mình sang một bên hắc hứa cũng đưa mắt quan sát cảnh tượng đám rắn trong hang động đang quấn quýt lấy nhau rồi suy nghĩ thầy nếu là mình cùng một năm trước cũng sẽ không biết xấu hổ gieo hạt giống khắp nơi như vậy nhưng sau khi ngộ ra mình không còn hứng thú với những ham muốn cấp thấp như vậy nữa lần này mình đến đây đơn thuần chỉ là vì để tu hành vừa nói hắc hứa lại đưa mắt về phía cây cổ thụ bảy màu trước mặt mình và lộ ra ánh mắt tràn đầy thèm thuồng không sai chính là xả quả cứ cách ba năm sẽ chín một lần mùa xuân năm nay chính là mùa trưởng thành một lần nữa chỉ cần dùng nó sau khi trưởng thành liền có thể tăng cường tu vi đối với loài rắn cực kỳ có lợi Ba năm trước mình chính bởi vì ngẫu nhiên nuốt phải một quả mới sinh ra trí tuệ, lần này nếu mình nuốt cả ba quả, không biết có thể đột phá thông linh tầng 4 không nữa. Một khi đã đến thông linh trung kỳ, mình có thể sử dụng một số pháp thuật, không còn chỉ dựa vào chiến đấu vật lý nữa, hắc hứa thầm nghĩ ở trong lòng. Tuy nhiên, còn chưa đợi cho cậu ta ảo tưởng tới việc đột phá được cảnh giới, thì ở phía bên ngoài hang động, bỗng nhiên giọng nói của một nhóm người nào đó liền vang lên, tống sư tỷ. Nơi này chính là hang vạn xà mà ta và Đinh Sư Huynh trước đây đã phát hiện ra, có cây xà quả. Nghe được giọng nói này, Hắc Hứa cũng trở nên giật mình hoảng sợ. Có vẻ như chứng sợ nhân loại của cậu ta qua ba tháng vẫn chưa giảm bớt được bao nhiêu cả. Tiêu rồi, có người đang đến, âm thanh này nghe có vẻ rất quen tai, nghĩ đến đây. Cậu ta cũng vội vàng núp sang một bên và âm thầm thò đầu ra bên ngoài để quan sát. Và rất nhanh, theo ánh mắt của cậu ta, thì lúc này, có một nam một nữ trẻ tuổi bước vào bên trong. Tên thanh niên chồng khoảng 30 tuổi, ăn mặc áo choàng đen kín mít, trong khi cô gái còn còn lại mặc một bộ váy đỏ, trên thân còn có một lớp áo choàng trông vô cùng xinh đẹp. Lúc này, nam tử cũng tiếc nuối nói ra một câu, chỉ đáng tiếc Đinh Sư Huynh lần trước vì cứu ta, không cần đợi cho tên này giả mây mù sa mưa. Cô gái ở bên cạnh đang ngắt lời, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, lần này ngươi làm rất tốt, lấy công chuộc tội rồi đó, nhìn vào bộ dáng của bọn họ. Hắc hứa ngay lập tức đoán ra được đám người này chính là người bắt rắn và càng thu mình lại hơn, không biết được bản thân đang bị hắc hứa theo dõi, tên nam tử cũng nói tiếp, vậy xa quá lần này đều thuộc về Sư Tỷ, đi, Sư Tỷ, sắp đến hang rắn rồi, đáp lại câu nói này của hắn ta, cô gái ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, sư đệ, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, xa quả kia ta chỉ cần lấy hai quả là đủ rồi." "Vậy thì đa tạ Sư Tỷ." Tên nam tử vội vàng nói, trước khi không quên quay sang dặn dò cẩn thận, "Có điều Sư Tỷ, nhưng phàm là linh dược ắt đều có yêu thú bảo vệ nên vẫn phải cẩn thận." quay về phía của nữ tử, trước khi đến đây thì cô ta cũng đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng, đầu tiên là đeo lên một chiếc khăn lên để bịt miệng, tránh ảnh hưởng bởi khí độc. Tiếp đó, cô ta cũng bôi lên trên trán tên nam tử một loại bột nào đó để xua đuổi rắn. Vừa bôi, cô ta cũng vừa giải thích: "Nào, bôi bột hoàng hùng hoàng, yên tâm, ta đã mượn pháp khí rất lợi hại của sư phụ rồi, xa yêu vùng này chỉ có lão xà vương kia. Nếu nó dám ra ngoài, vừa hay dùng mật rắn của nó để làm thuốc." Cô ta tươi cười nói, trong khi đó Hắc hứa trốn ở một bên thấy đám người này dám đánh chú ý tới xa quả của mình thì cũng trở nên lồng lộn. Bọn họ đến là vì xa quả à, còn chuẩn bị pháp khí để đối phó với mình nữa. Mình nên làm gì bây giờ, lại phải chạy sao? Không được, xa quả sắp chín rồi, nếu mình chạy rồi thì tiện nghỉ cho bọn chúng quá. Mình bây giờ là thông linh ba tầng đỉnh phong, hơn nữa, người bắt rắn cũng chưa chắc đã lợi hại như mình nghĩ. Luôn yêu gấu yêu trước kia không phải đều đã giết chết người bắt rắn hay sao? Càng nghĩ, trong lòng hắc hứa càng dâng lên một chút đấu khí trước khi cái mùi hùng hoàng trên người hai tên nhân loại ở phía trước mặt bắt đầu phát huy tác dụng làm cho cậu ta khó chịu tới mức chảy cả nước mắt hắc đợi một chút không đúng oẹ cái mùi gì vậy mùi này nồng quá nút đi trước quan sát thử xem nói không chừng hai người bọn họ lát nữa cũng sẽ nội chiến thì sao suy cho cùng con người hình như rất dễ nổi chiến vừa nói hắc hứa vừa vội vàng lao xuống cái hồ ở trước mặt mình để tránh đi cái mùi này quay lại về phía triệu văn trác lúc này bọn chúng đi đến đâu là đám rắn cũng nhao nhao bỏ chạy vì mùi hương trên người cả hai tống sư tỷ giả dụ lão xà vương không xuất hiện thì chúng ta phải làm sao bây giờ triệu văn trác thắc mắc nói hừ không ra thì cứ trực tiếp hái xà quả thôi có điều ta nghĩ nói sẽ ra ngoài suy cho cùng lão xà vương đã sống mười mấy năm rồi thọ nguyên sắp tận toàn bộ dựa vào sản quả lần này để kéo dài mạng sống cô gái họ tống nói ra suy nghĩ của mình trong khi đó hắc hứa trốn ở một bên âm thầm nghe bọn họ nói chuyện như vậy thì cũng nguyền rủa cả hai ở trong lòng ngươi mới là thọ nguyên sắp tận cả nhà ngươi đều là thọ nguyên sắp tận rõ ràng sự bền bỉ của mình đang dần tăng lên nữ nhân đó căn bản chỉ là nói vớ vẩn nhưng trước đây thôn dân cũng vẫn luôn gọi mình là lão hắc già tại sao lại vậy chứ thôi bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những thứ này bọn họ muốn đi hái xa quả rồi hắc hứa âm thầm nhắc nhở bản thân thế nhưng khác với suy nghĩ của cậu ta thì một nam một nữ này cũng không vội vàng hái xà quả, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được khí tức của một thứ gì đó đang lao nhanh đến, trước hết đừng đi qua, nó muốn đi ra ngoài rồi. Cô gái họ tống lên tiếng nhắc nhở, làm cho Hắc Hứa Nấp ở một bên cũng giật mình theo, không phải chứ, chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra mình rồi sao? Vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên ở trên trần của hang động bắt đầu phát ra một rung lắc dữ dội, rồi từ bên trên đã có một bóng đen khổng lồ phá đá mà chui ra. Thấy vậy, cô gái họ tống cùng với Triệu Văn Trác ngay lập tức nhảy sang hai bên để né tránh, phía sau kìa, mau tránh ra. Lúc này, bọn họ mới nhìn thấy rõ bóng đen chính là một con rắn khổng lồ đang lao tới tấn công cả hai từ bên trên, mà nhìn vào con rắn này, thì cô gái họ tống cũng không ngạc nhiên cho lắm, hừ, ngươi quả nhiên là hiện thân rồi, lão hắc xà. quay lại với hắc hứa, nhìn thấy con rắn to tổ bố ở trước mặt mình, ánh mắt của cậu ta cũng trở nên ngơ ngác, khoan đã, đây mới là lão xà vương chân chính sao, vậy mình là giả à, lẽ nào trước đây lão giả vương ở bên ngoài làm mưa làm gió gây nên tiếng xấu sau này lớn tuổi rồi thì cũng không ra ngoài nữa đúng lúc ba năm trước mình ra ngoài nên liền gánh tội giúp hắc hứa giật mình suy đoán ở trong lòng quay trở lại với trận chiến nhìn thấy xà vương chuẩn bị tấn công mình cô gái họ tống cũng đưa tay lên trước mặt mà ngưng tụ pháp quyết một loại phép thuật gọi là nê triều chú tạo thành một đống bùn ngăn lại ngay trước miệng của xà vương mà động tĩnh đánh nhau của bọn họ thôi cũng đủ làm cho hắc hứa tái mặt lại trời ạ bọn họ bắt đầu đánh nhau rồi, người bắt rắn này mạnh quá. Lão già vương mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn có thể chống chọi lại sao, cùng thời điểm, cô gái họ tống cũng lấy ra một quả chuông và hét lớn, chấn linh chung, thanh chấn bát phương, lời nói vừa mới dứt Quả chuông bắt đầu rung lắc dữ dội, tạo ra từng luồng sóng xung kích nhắm tới lão Xà vương ở bên dưới, khiến cho nó đau đớn mà lăn lộn kịch liệt hơn, nữ nhân đó lại rút ra pháp bảo rồi. Đây là thứ âm thanh gì vậy, âm thanh này quá ghê gớm, hắc hứa hoảng sợ suy nghĩ, trong khi đợt tấn công của cô gái họ Tống ở bên này vẫn chưa hề ngừng lại. Ngay sau khi sử dụng cái chuông xong, là cô ta lại phất tay tạo ra từng đảo ánh sáng gọi là lưu nhận phiêu, chém thẳng vào người xà vương. Tuy nhiên, đòn tấn công này ngay khi va chạm với vẩy của lão xà thì liền bị chặn đứng ở bên ngoài. Thấy vậy, gương mặt của Tống Sư Tỷ cũng hiện lên một chút kinh ngạc, vảy cưng thật đấy. Nếu những chiếc váy này được bóc ra, chắc chắn có thể tạo thành một bộ áo giáp quý giá. Đáp lại lời nói này, tên Triệu Văn chắc cũng gật đầu đồng ý sư tỷ quả như lợi hại nhưng lão hắc xà không phải một mình có thể định lại được để ta đến giúp tỷ thấy vậy cô gái họ tống cũng gật đầu nói triệu sư đệ phong nhận phù du đấu vâng sư tỷ chúng ta cứ như vậy đến khi nào nó chết mới thôi sư tỷ lão hắc xà sắp không xong rồi có hiệu quả rồi tên triệu văn trác vui vẻ nói trong khi hai người bọn họ liên tục chảy xung quanh lão hắc xà mà tung ra từng loại phép thuật khác nhau khiến cho con rắn khổng lồ này chỉ biết đứng im chịu trận lại nói về hắc hứa Nhìn vào trận chiến diễn ra ở cách bản thân không xa, ánh mắt của cậu ấy cũng hiện lên vẻ cảnh giác cao nhất, lão già Vương tình hình có vẻ không hay rồi, mình nên tới giúp hay là không? Hay là ăn xà quả rồi chạy, nhưng xà quả này vẫn chưa chín, ăn rồi chưa chắc đã có hiệu quả, thôi cứ liều đi. Dù sao cũng là xà yêu, ở trong bóng tối giúp nó một tay đi. Vừa nói, Hắc Hứa vừa lặng lẽ dùng đuôi quấn chặt lấy một viên đá nào đó để chuẩn bị đánh lén, thế nhưng cũng ngay lúc này đột nhiên xà thụ ở phía trước bắt đầu rung lên từng nhịp làm cho cậu ta chú ý hả cây xà quả bên đó có động tĩnh là ai vừa nói tiểu hắc xà vừa chăm chú quan sát và phát hiện được đang có một tên nào đó ăn mặc cứ như nông dân tranh thủ đám người đánh nhau thì liền chạy tới để thu lợi ha ha trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi may mà có người bắt rắn thu hút lão xà vương cây xà quả này là của ta rồi nói đến đây tên hán tử này cũng dùng cả hai tay Nắm chặt lấy gốc cây giống như muốn kéo cả cái cây này lên để mang đi. Và đương nhiên, hắc hứa không thể nào đứng im bỏ qua chuyện này được rồi. Không, không được, ngươi, cái tên khốn này. Đào cây hủy gốc, đáng chết, vừa nói, hắc hứa vừa lao tới há rộng cái miệng đầy răng của mình mà đớp thẳng về phía tên hán tử.